uống món ba với món hai gì đó, cái nó thơm rồi nè. Vậy là bốn món hai nó thơm hơn. Bốn món hai với món ba nhưng nó còn hơi mấy mùi. Bốn bốn nữa. Bữa thấy bốn hai nó thơm hơn. Bốn một cái gì? Đều đúng. Một là chọc tôi khẩu nghiệp, không thấy đừng hại nữa thì. Thôi bốn cục ta đùn rồi lấy điện vô cắt bơm luôn. Lấy điện vô cho. Chưa luôn ai hết. Ta đùn. Đấy thôi. Như một chuyện. Rồi mấy chị ơi, cô nha. Nay mùng 1 đầu tháng. Chị Linh Hình, hồi nãy em bỏ lại cái áo khoác trong đơn này cho chị nha. Áo khoác em đã nói rồi mà không đổi mà chị bỏ vô đây. Đơn sau bên em bỏ lại áo khoác trẻ, đổi bố máy cho chị nha. Hôm nay mùng 1 em cũng muốn nói nhiều mà mấy bè chọc em khẩu nghiệp không à. Nãy giờ điện thoại reo liên tục. Mấy bè đặt hàng để giờ. Hàng tới nào nó đủ thứ nó vô. Rồi vô mấy chị ơi, giày em còn lại mấy chục đôi thôi mấy chị nha, cực đỉnh luôn. Giày thì nó bao đẹp, vừa bán tặng đầu like chứ bè. Rồi mấy chị ơi, chia sẻ live stream lên giùm em nha. Trưa nay là em có giày nè, túi sách nè, nước hoa gì đâu mặc được, áo khoác mặc được, không mặc được thì chị cho người khác, không mặc được thì chị cho người khác chứ có gì trả tiền rồi để đây chi, mặc được thì chị cho người khác. Rồi mấy chị ai vô thấy em rồi chấm like lên giùm em mấy chị ơi, em bán tặng đầu like nè. Còn lại đủ sai không bà? 28 một kim. 28 còn đôi rồi. 35. Ừ đủ sai. 35. Thế là con mỗi màu đủ sai với hả bé. Đếm còn đôi. Rồi chị nào vô là thấy em chấm like lên giùm em mấy chị ơi. Ai vô là thấy em chấm like tương tác giùm em nha. Ai thấy em chào em cái mới chịu nha. Cho tôi một đôi mỗi đôi màu. B5. 5 là 7 chứ. Hả? 27. 7 hả? Cái này là đó. Bị đó ghi 37 hả? Còn ở trong bị đây ghi sai ấy là số gì? 38 là số gì? Như cái đích nó 40. Trời, tôi nói mấy chị dày cực tỉnh luôn. Siêu mềm mấy chị ơi. Yeah, bao mềm, bao đẻ luôn. Rất là đẹp luôn mấy chị. Rồi mấy chị ai vô thấy em chấm la lên giùm em mấy chị ơi. Rồi chào Nguyễn Ngân nè, nhận rồi vừa ý chào nha. Dạ cảm ơn cô Trần Thị Sâm nè. Rồi mấy chị, nước hoa em có 20 chai nha, 39 ngàn, bán tặng mỗi người một chai nha mấy chị ơi. 39 ngàn nước hoa nha mấy chị ơi. Em có 4 cục bơm mà chắc tối khui. Rồi mấy chị, nước hoa giùm em nè. Đấy, 39 ngàn một chai nước hoa, mùi này ngọt, dịu nhẹ nha mấy chị nha.
Đấy, ngọt dịu 39k một chai giùm em. Chị lấy nước hoa thì chốt giùm em mẻ nước hoa kèm số điện thoại nha. Em bán em có 20 suất nha mấy chị nha. Em chỉ có 20 chai thôi. Đấy, chị này bữa trước mua nước hoa này rồi. Đấy. 39.000 chị lấy nước hoa thì chốt nước hoa kèm số điện thoại vô giùm em. Em chỉ có 20 suất thôi mấy chị nha. Ok, Như Quỳnh đã áp dụng, chị nào có logo người chia sẻ, Như Quỳnh chưa chia sẻ like nè. Mấy chị chia sẻ like hiện lên logo người chia sẻ giùm em. Em chưa mở máy. Im được. Đấy là mở công tắc lên thôi. Rồi, nước hoa áp dụng, chị nào có logo người chia sẻ mấy chị qua chia sẻ like lên giùm em nha. Em chốt tặng mấy chị nước hoa 39.000. Chị nào lấy thì chốt. Em nói mấy chị giày bao đỉnh cho mấy chị luôn. Đấy, y hình cho mấy chị nha. Y xì hình luôn. Da rất là mềm luôn nè mấy chị. Giày rất là đẹp luôn, còn ít thôi, còn có mấy đôi thôi, lát nữa em like nha. Rồi mấy chị, ai lấy nước hoa chốt nước hoa giùm em 39.000 à. Em bán tặng đầu like, xong em lên giày rồi em lên đồ nha. Rồi son này còn nhiêu xíu nha. À, 20 ký. Rồi mấy chị, xét son này em có 10 màu nha mấy chị nha. Xét một xét son 10 màu. Đấy, son này là son kem mấy bè nha. Nước hoa kèm số điện thoại vô mấy chị ơi, kèm số điện thoại vô giùm em. Son kem 10 màu nha. Nước hoa nữ nha, không có nước hoa nam mấy chị, nước hoa nữ giùm em. À, rồi chị xem trên hình thì nó ok như Quỳnh nè. Chị xem trên hình thì sao nhìn biết được rộng hay không rộng. Đấy, qua xem qua hình không biết đọc. Hàng chuẩn size mấy chị, mặc size nào chốt, mang size nào chốt size đó giùm em. Hàng chuẩn size mấy chị nha, em nói mấy chị rất là đẹp luôn. Nè, êm cực kỳ luôn nha. Siêu êm luôn mấy bè. Rồi nước hoa mấy chị, nước hoa nữ 39.000. Nãy giờ về có lấy xếp nào không? Tôi đang cầm xếp trên tay. Có 19 xếp. Đếm lại kỹ lại coi. Nè kêu đếm lại coi, đếm nhỏ nói chứ. Rồi mấy chị, nước hoa kèm số điện thoại trên cùng một dòng giùm em 39.000. 19 xếp à. Nãy về cầm xếp rồi bỏ lại đúng không? Nè, tôi lột ra rồi nè. Chỉ có xếp này là tôi lột ra thôi. Lấy giùm tôi cái máy cho mẹ nghe béo luôn rồi. Chứ để tới chịu mất công. Trong thùng mà có hết rồi đúng không? Không, để chưa có lấy. Coi lại kỹ đi, biết ngỡ nhắn. Quần tay chờ em chút xíu nha. Quần tay đợi em chút xíu. Rồi chị lấy nước hoa thì cứ chốt lên giùm em nước hoa kèm số điện thoại mấy chị. Em bán tặng mấy chị 39.000. Em bán tặng đầu like mấy chị nha, 39.000 áp dụng chị nào chia sẻ livestream giùm em. Chị lấy nước hoa comment giùm em nước hoa kèm số điện thoại nha. Giày em có size từ 35 cho đến 39 mấy chị, đợi em một chút xíu. Giày em bán giày em nãy em chốt hết rồi, còn rất là ít luôn nha. Đấy, nên chị nào chốt giày thì chờ em chút xíu. Rồi mấy chị, xét son 10 màu nha mấy chị nha. Son kem, nguyên một xét 10 cây. Bây giờ em bán tặng đầu like cho mấy chị, áp dụng mấy chị chia sẻ livestream. Hôm nay là mùng 1 đầu tháng nha mấy chị nha. Đấy, hôm nay là em bán ra đơn thôi. Em chốt cho mấy chị với giá là 65.000 một xét nha mấy chị nha. 65.000 một xét son kem 10 cây. Chị lấy son thì comment giùm em son mấy chị nha. Ai lấy son comment son nha. Bỏ ra đếm hết rồi, bỏ ra đây hai chai trên này bỏ ra. Chuyên chai nữa kìa. Rồi chai xịt bỏ ra đếm lại coi. Kìa có chưa? Chai xịt đủ rồi, 20. Ừ chứ xịt. Đếm nước hoa lại. Đắt chưa? Rồi, chắc ha. Rồi mấy chị, ai lấy son chốt son, em chốt mấy chị nguyên một xiết son kim. Ừ, ớn rồi. Nó cũng nói chữ á. Xíu này nè. Rồi, rồi. Đủ nước hoa. Chỉ xíu một xíu son.
Rồi mấy chị xét son này mấy chị 65 ngàn nha. Là tôi nó để em đếm hàng lại mấy chị chứ để ăn hồi nó lộn. Chờ em chút xíu nha. Em đếm hàng lại cho để nó lộn mất công ha. Rồi. Ok mấy chị nha. Đây nè. Rồi son này em son kem nha, một set là 10 màu như này. Em bán mấy chị 65 ngàn một set. Ok chị Trang Nguyễn Thị nè, son em chỉ có 19 set thôi. Chị lấy thì chốt nhanh mấy chị nha. Son kem mấy chị nha, nó có tới 10 màu lận. 10 màu nha mấy chị ơi. Son kem 10 màu. Rồi chị lấy thì chốt nha. 10 màu son kem nha mấy chị ơi. Đấy, chị nào lấy son thì chốt. Em bán cho mấy chị với giá là 65 ngàn một set son. Ai lấy son thì chốt lên em. 65 ngàn mấy chị. Chị lấy son thì chốt nha em nè. 65 ngàn một set. Ai lấy son thì chốt son kem nha mọi người nha. Rồi bây giờ em lên giày lại nè. Giày này 85 ngàn một đôi. Ok set son nha chị Linh Hình nè. Một set son 10 màu mấy chị. Em bán tặng đầu lai em có 19 set thôi. Em bán lấy tương tác hôm nay thôi mấy chị nha. Đấy, không có nhiều. Cái này giày này em có size 35, 36, 37, 38, 39 mấy chị nha. 35, 36, 37, 38, 39 mấy chị. Rất là đẹp luôn. Em nói với chị nè, ở trong là rất là êm luôn. Đấy. Chưa. Giày thì em có màu đen và màu kem. Ai lấy giày thì comment màu, cách size, cách số điện thoại giùm em. Màu, cách size, cách số điện thoại giùm em mấy chị. Em có màu nè, da rất là mềm, 85 ngàn một đôi. Giày em có màu kem với lại màu đen nha. Chị lấy giày thì comment giày, cách size, cách số điện thoại giùm em. 85 ngàn. Đấy, em bán tặng đầu like cho mấy chị mấy mẻ này rồi xong rồi em lên đồ nè. Rồi tình yêu nào lấy thì chốt. Son em bán mấy chị 65 ngàn một set. Giày 85k một đôi. Giày em còn ít lắm. Mỗi size còn 1-2 đôi thôi mấy chị. Chị nào lấy giày thì chốt. Nói với chị bao đẹp luôn. Bao đỉnh luôn mấy chị. Đế nè. Nhìn đế nè mấy chị. Rất là đẹp. Giày anh đang hồng y nè. Bao đẹp cho mấy nàng luôn. Đấy. Trong nè. Rất là mềm luôn nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy giày thì chốt giùm em nha. Giày màu cách size cách số điện thoại. Ví dụ comment giùm em màu kem size 35 cách số điện thoại giùm em. Màu đen size 35 cách số điện thoại giùm em. Em chốt cho mấy chị với giá là 85 ngàn một đôi nha. Màu kem comment giày comment màu cách size cách số điện thoại mấy chị có đơn nha mấy chị nha. Em còn ít lắm. Ở đây chắc tầm được 20 đôi thôi. Giày cách size cách số điện thoại mấy chị có đơn nha. Ok chị Anh Trần có đơn nè. Màu kem 35 ok nè. Em hỏi lắm mấy chị chốt nhanh nha. Màu đen 35 Như Quỳnh nè. Đen 37 Linh Hình ok nè. Chị Nguyễn Thị Đào ơi, mình chốt giày mình 85 ngàn một đôi nha. Linh Hình hồi nãy kia. Ok nè, Trâm Phan ok nè. Chốt nhanh giùm em mấy chị. Màu này là màu kem, màu này là màu đen. Comment giùm em là màu cách size cách số điện thoại em nhận đơn. Em còn rất là ít luôn, 85 ngàn một đôi hàng Quảng Châu mấy chị. Hết đen. Rất đẹp luôn, hết đen ha. Là tôi cầm trên đây đúng không? Nãy đưa tôi 2 đôi 7. Đấy, chị nè, chốt trước thì có trước nha mấy chị nha. Em hết rồi, tại vì mấy bữa giờ mấy chị dặn order á. Thì đủ đúng không? Dạ, tôi đồ khói nè. Đấy. Giày cách size cách số điện thoại giùm em. Kem 37 cho chị Cúc Kim ok nè. Rồi chị Kiều Thu Lê mình đặt hàng mình để lại số điện thoại, không có số điện thoại là không có đơn nha. Ok Kiều Thu Lê có đơn nè. Ít lắm mấy bạn chốt nhanh nè. Kiều Thu Lê nè. Một kem 37 còn không? Còn đô đúng không? Rồi ok một kem 37 chốt Trần Ngọc Điệp nè. Tôi cầm đô 37 một kem nữa. Rồi mấy chị chốt nhanh nha, không có nhiều, ít lắm. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi, chỉ có 85 ngàn một đôi thôi, kèm size kèm số điện thoại vô giùm em. Màu đen 37 còn không? Hết đen 37 rồi mấy chị ơi, đen em hết 37 nha. Đen 39 nè, đen 39 em chốt cho chị Trang Nguyễn Thị nè. Cúc Kim nãy giờ có đơn chưa? Cúc Kim có rồi nha, Cúc Kim có rồi, Ngọc Hiếu ơi hết màu kem nha. Chiều bên em sẽ gọi chút đơn, mấy chị nghe máy chút đơn nha. Chiều bên em sẽ gọi chút đơn, mấy chị nghe máy chút đơn giùm em. Màu kem 38 còn đồ đúng không? Màu kem 38 chúc Anna Hồng My ok nè. Ngọc Hiếu ơi hết màu kem 37 rồi. Màu kem hết 37. Màu kem hết 37 nha mấy chị nha. Màu kem em hết 37. Rồi chị lấy chút nhanh mấy chị ơi.
Bây giờ màu đen là còn 35, 36. Còn 37 không? Gì? Màu đen. 38. Màu đen em còn 35, 36, 38. Đúng chưa? Màu đen còn 35, 37, 36, 38. Ô hết 37 hả? 35, 36, 38, 39 hết 37 hả? Đen hết 37 mấy chị. Đen hết 37, nắng ban mai này bữa có một bộ đồ 85.000 nè. Ít quá bên em chưa gọi chút đơn mấy chị. Đen hết 37 luôn. Nha. Phơm chuẩn giùm em mấy chị. Tôi đang cầm một đôi màu 36. Đen 35, màu kem 37, đúng không? Màu kem 37 còn này chốt cho Ngọc Hiếu nè. Ok, kem 37 chốt Ngọc Hiếu nè. Cầm xin nhớ. Rồi, cho một đôi size khác đi. Một đôi 37 Ngọc Hiếu ok nè. 35 luôn ha. Cầm hai đôi 35 chơi dễ. Đen 35 chơi Trần Kiều nè. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. 85.000. Cái này hôm bữa mấy chị đặt trước nên sáng giờ em chốt hết rồi, còn mấy đôi thôi à. Còn ít thôi. Nên chị nào chốt trước thì có trước, không đủ chia cho mấy bè. Em nói dài hàng Nguyễn Trong với chị bao đỉnh luôn, rất là đẹp luôn. Bao đỉnh luôn nha. Còn cục xà bông thơm không? Còn nha, lấy bao nhiêu cục? Xà bông 11.000 một cục. Đây. Lấy bao nhiêu cục? Bánh xà phòng hương nước hoa 11.000 một cục. Bè nào chốt nhận cái này cũng phê đúng không? Có 11.000 thôi. Ai lấy xà phòng comment em xà phòng 11k một cục nha. Rồi mới trời chốt nhanh nè. Em còn màu kem 35, 36, 38 hết luôn ha. Màu kem em còn 35, 36, 39 mới chị. 5, 6, 9 màu kem. Đế nè mới chị. Đấy. 5, 6, 9 màu kem. Những chị mà hồi nãy chốt qua tin nhắn mà nói ừ chị ơi cho em xem hình thật, hay là chờ lát nó quay cho em xem là em chưa có lên đơn mấy chị nha. Đấy. Nên mà bây giờ mấy chị không có chốt lại là hết là em không chịu trách nhiệm nha. Tự vì mấy chị chưa có chốt. Đấy. Nhiều chị mà chốt qua tin IP á, nhắn tin bảo chị ơi cho em coi hình thật, em bảo lát vô like xem rồi mấy chị tự vô like chốt nha, chứ không có đơn nha mấy chị nha. Những người đó em không có chốt đơn nha. Ok, Ngô Thanh Hoa 10 cục xà bông nè. Đấy, quần tay chờ em chút. Những chị hồi nãy đó thì em không có chốt đơn nha mấy chị nha. Những chị đó hồi nãy là em không lên đơn. Chiều nay không có đơn là em không biết đâu nha. Chị Thái, gần 2 cục xà phòng chừng nào có đơn thì em lên đơn nha. Chút 2 cục xà phòng 21, 22 ngày không có lên đơn được. Rồi, màu kem là em còn 35, 36, 39 hả? Màu kem 35, 36, 39. Còn màu đen là còn 35, 36, 38, 39. Đủ. Màu đen là hết 37 thôi. Rồi màu đen hết 37, màu kem hết 37, 38. Rồi chị lấy giày thì chốt nha, em quen mẫu nè. Ai lấy giày thì chốt nha mấy chị yêu nha. Đấy, ai lấy giày thì chốt. Em quen mẫu nè. Cái này là chai xịt chống nắng mấy chị nha. Chai xịt chống nắng toàn thân, hàng nội địa chung. Cái này là đi chơi rồi để dành dùng nha. Đấy, ai lấy thì chốt. Kem 36 Nguyễn Hiền Nghĩa. Rồi cái này em bán mấy chị 49.000 một chai mấy chị ơi. Chai xịt chống nắng toàn thân 49.000 một chai. Đấy, ai lấy xịt chống nắng thì chốt xịt chống nắng nè. Xịt chống nắng toàn thân 49.000 một chai, chờ lấy thì chốt. Nhiêu đôi vậy? Dạ 85.000 một đôi nha. Rồi sọc linh em chờ em chút xíu, giờ lên sọc linh em nè. Giày 85.000 một đôi nha mấy chị nha. Giày 85k một đôi. Em còn màu kem 35, 36, 39. Màu đen thì 35, 36, 38, 39. Rồi, giờ lấy thì chốt 85.000 một đôi. Em nói chị hàng Quảng Châu nè. Nhìn cái đế nè mấy chị. Đấy. Da nè, rất là mềm luôn nè. Bao mềm cho mấy chị luôn. Đấy. Cục kỳ xuống. Rồi, giờ lấy thì chốt nha. Rồi quần rin, bây giờ em lên quần rin cho mấy chị nè. Quần rin này nó sắp sai sẵn rồi ta. Ủa ôm hết vô đây chưa bà? Ôm hết rồi hả? Ồ, rin một cục một sai hả? Chị Tuyết Lạnh cho em lại số điện thoại. Bên đây nó không có số điện thoại của chị nè. Đen 35 cho chị Trần Mai nè. Chị Tuyết Lạnh cho em số điện thoại nè. Nơ là nó may hẳn xuống dưới đây rồi mấy chị. Nơ là nó may hẳn xuống dưới đây nè. Nếu mấy chị không thích nơ gì mấy chị phải cắt xét này. Cắt xét cái này nha. Cắt xét cái này thì lấy ra được. Nơ là nó may nét vô trong cái đế luôn nè mấy chị. Nó may nha. Quần tay chờ em chút xíu đi chị. Quần tay em còn lẻ sai thôi, lát em mới lên được. Rồi mấy chị. Đấy, nơ mấy chị muốn cắt lấy thì mấy chị phải cắt xét này mấy chị gỡ ra. Đấy, một cái nơ đẹp này mất mới gỡ ra chi.
Rồi chị Tuyết Lạnh ơi, lên lại số điện thoại giùm em, ở trong này nó không có số điện thoại của chị. Lên lại số điện thoại giùm em nha. Lên lại số điện thoại giùm em, lỡ không đến lấy em còn có số thì em gọi chứ. Lên số điện thoại đi, rồi em chốt. Nha. Màu này con có size gì vậy? Quần màu này con có size gì nha? Lên số điện thoại đi rồi em chốt nha. Lỡ mấy bè không đến lấy em còn có số thì em gọi mấy bè chứ, bị đặt xong rồi, xong không biết gọi ai luôn. Màu đây nè. Màu gì tôi thấy có 29 30. Đây, màu đây. Giờ thay like từng ri một đi. Chắc nó hả? Đó, đây nè, đây nè. Đó hả? Đó. Chị một chiếc son, ok chị Nguyễn Hiệp nè. Lát nữa chiều em like xong em bán tiền cho chị nha. Hồi sáng giờ em không có thời gian luôn á. Ok chị Tuyết Lạnh có đơn nè, một game 36 còn đúng không? Ok chị Tuyết Lạnh nè. Đúng không? Rồi son thì 65 ngàn một chiếc, chị lấy thì chốt. BMU 32. Coi cái màu này có sai gì. BMU 32. Cái nó 29 quần jean này là hàng giảm mấy chị nha, hàng shop hàng giảm mấy chị nha, em chốt rồi mấy chị với giá 69 ngàn một quần. Hôm nay là mùng 1, em nói mấy chị là em bán lấy đơn thôi, bán ra đơn thôi mấy bè. Quần jean nào có đi đâu mà mua mà 69 ngàn đâu mấy chị ấy. Mùng 1 đầu tháng em bán để ra đơn thôi mấy chị nha. Thấy nhau cái hình nữa mày. Rồi em chốt mấy chị quần jean là 69 ngàn một quần. 69 ngàn một quần, hàng này em chưa sắp size giờ em sẽ like để lĩa đi. Hiện tại trước mắt em thấy size 32. Rồi size 32 mấy chị, 69 ngàn một quần jean nam nha mấy chị nha, hàng bao đẹp cho mấy chị luôn. Hàng này là hàng shop đó mấy nè. Quần này em có đi đâu mà mua được giá 69 ngàn đâu mấy chị. Em nhập sỉ hồi Tết em bán quần này, em nhập sỉ vô đã 80, hơn 80 ngàn rồi. Bây giờ em bán mấy chị giá 69 ngàn. Cái này size 32, lấy vào bên giùm em mẻ rách 32 mấy chị. Rách 32 69 ngàn. Chị nào lấy thì chốt. Rách 32 69 ngàn. Ai lấy rách 32 chốt rách 32 giùm em mấy chị. Size 32. Rinh giảng nha mấy chị nha, rinh giảng giùm em nha. Hàng này là hàng shop đó mấy chị. Rinh này là hàng giảng nha mấy chị nha. Em bán mấy chị 69 ngàn. Ok chị Giang tôm cua nè. Ok trăm phen nè, 69 ngàn một quần. Đấy, em chỉ bán lấy lọc đầu tháng thôi, bán mấy chị giá 69 ngàn. Hồi nãy em có size 29 mày giờ em thấy nó dùng giờ bóc chúng cái nệm like cái đó đi mấy chị. Đợi em chút xíu đi, em bóc chúng nệm like đó nha. Ai lấy rách 32 chút rách 32 giùm em mấy chị. Sáng này hàng mới về mà chưa có thời gian sắp size luôn, chưa làm được. Hình như cục nên tôi nhìn khác khác con chút. Hồi nãy đầu tiên tôi mở ra đầu tiên. Rồi ai lấy thì chốt lên em mấy chị. Size 32 nè. À, chưa Bích Hạnh Ngô ok nè, rách 32 69 ngàn nè, chờ lấy gì chốt nè. Đây 29 đây. Rồi 28 29 30 31 32 mới chị. Dạ quần nam, quần nam mấy chị ơi, sọc nam giùm em nha. Sọc nam 28 29 30 31 32 29 có 1 cái rồi nè. Rồi 69 ngàn mấy chị, mẹ rất 29 rinh giảm hàng shop nha mấy chị nha. 69 ngàn rinh nem này là rinh giảm giùm em mấy chị nha. Hàng này em nói mấy chị bao đẹp luôn, em bán mấy chị với giá là 69 ngàn quần nam mấy chị nha. Ok chị Xuyến Kim nè, ngố nữ không có nha. Đây là hàng nam mấy chị ơi, hàng nam giùm em. Nãy giờ em đang bán hàng nam á, em có bán hàng nữ đâu, đừng chốt nữ giùm em. Quần nam trời ơi, cẩm quần nam mà nói nữ. 28 bữa nay tí không có giao đồ được nha, bữa khác giao lại. Dạ bữa nay đổi thành tay gơ bạc nữa chứ. Rồi ok 28 29 nè. Rồi em còn 30 31 32 mấy chị. 30 31 32 mấy chị, mẻ rất giùm em. Này khác, em còn 32 mấy chị. 32.
69.000. À lấy thì chốt, em chốt với chị 69.000. Hàng này lẻ lẻ sai nên giờ bóc trúng cái này ra cho đó. Rồi các em còn 32. Nem nha, cái này em còn 30, 32 mới chị. Nghĩ sao nhìn quần này kêu quần nữ. Em đã nói quần nữ khi nào, mấy bạn nhìn cái quần này mà kêu quần nữ. Trời ơi là trời. 39 từ từ em bóc xuống này em like đó mấy chị ơi. Nha, bên bè hình à, như có dầu gội chị à, hư tổn. Hư tổn, gì hư tổn hả? Tắt hư tổn, dầu gội bạn muốn lấy loại nào? Dầu gội nó có nhiều loại lắm, bạn muốn lấy loại nào? Dầu gội thanh mộc hương là 140. Dầu gội thảo dược ấy. Còn dầu gội jasmine là 85.000. Đô là 80. Pentin 85. Sum siêu 70. Nói chung là có dầu gội hết. Rồi quần rin nè, chị lấy thì chốt nè. 32 nè. 30 nè. Rồi em chốt với chị giá 69.000 rin nam mới chị nha. Rin nam giùm em chốt với chị giá 69k. Cái này rin nam nha mấy chị ơi. Rin nam 69.000, ai lấy thì chốt. 30 cho Hương Trương nè, ok nè. Cái này giờ bóc xuống cái nèo ra cái đó thì tôi chưa sắp, chờ tôi giật mạnh cho nó bay ra mất. Rồi cái này xa 28 á chị. Ai lấy cái này còn bên giùm em là màu xám đậm 28 thì 69.000. Ủa kem body, kem body 140 đúng không? Rồi đây lấy đưa được khỏi phải mất công. Không có khóc rin mấy chị ơi. Rồi mấy chị comment lên giùm em mẻ này là mẻ xám đậm 28. Ai lấy xám đậm chốt xám đậm 28. Phải kem body này không? Phải về lấy kem body này không? Nha. Ừ. 2 viên, 1 hộp kem body em sẽ tặng kèm với chị 2 viên kích trắng rồi mấy chị trộn vào đây. Nha. 1 hộp kem body là 140 em tặng kèm với chị 2 viên kích trắng rồi mấy chị trộn vào đây. Đấy. Chuẩn bị cưới chồng mà chúc mừng nha. Chúc mừng nha. Rồi ok. Ok cho chị Lê Thị Nguyễn nè. 28 nè. Ok. Chiều nay tôi gửi cho. Thôi chuẩn bị có chồng. Rồi mới chị. Cái này size 30 luôn nha. Cái này còn mua giùm em mẻ số 1. Này nó cũng rất rất nè. Cái này là hàng giảng quá chị. Hàng shop giùm em nè. Cái này chốt lên em mẻ số 1. Mẻ quyệt cái gì chúng muốn gì nó cứ cay cay trời. Rồi cái này comment giùm em mẻ số 1 size 30 mấy chị. Ai lấy mẻ 1 chốt mẻ 1. Mẻ 1 size 30 cho tôi một cục màu lật lật kia đi. Rồi mẻ số 1 size 30 mấy chị. Ai lấy mẻ 1 chốt mẻ 1 giùm em. Em bán cho mấy chị với giá 69.000 một quần anh nam. Cho lấy mẻ 1 chốt lên em mẻ 1 nha. Sáng đậm không có, có một cái màu à. Nói chung là hàng này lỉ lỉ. Mẻ 1 là tiger bạc là bẻ út cưng đó hả? Đúng không? Tôi thấy cái hình tôi nghi bè này mà đổi thành tiger bạc là em nữa. Đây cơ bạc phải bẹo út cưng không? Đấy, tay cơ bạc là bẹo út cưng không? Bẹo út cưng. Đây là đổi tên rồi. Rồi mấy chị comment giùm em màu nhạt đi. Mấy chị comment giùm em mẻ nhạt 30 nè. Ai lấy nhạt 30 chốt nhạt 30 giùm em nha. Ừ, tôi lấy nè. Sao đây đổi tên vậy? Hả, tên đẹp không? Không chịu rồi đổi về cái tên nè. Uống tiger nhiều quá đổi thành tiger bạc hả? Mấy chị ơi, mặc size nào chốt cho nó, 32 mà rộng, 67kg, chồng tôi 67, 68 kg bằng 32 đấy. Hồi kia ông 65, 66 kg cũng bằng 32. Giờ lên 32 là... Giờ lên 67, 68 kg cũng bằng 32 đấy. Rồi mấy chị, riêng chồng chị nào mặc size nào chốt cho đó. Đây sợ chật chứ không sợ rộng đâu bè. Chào ông Đỗ Hồng Đức nè. Rồi ai lấy comment thì em mẻ nhạt 30. Em chốt với chị 69.000. Nhạt 30 nè. Ai lấy nhạc 30 chốt nhạc 30 nè. Gửi đồ chưa? Gửi đồ hôm bữa thứ bảy rồi đó. Nha, chào Trang Lê nè. Ai lấy nhạc 30 chốt nhạc 30 giùm em. Buồn buồn là gì á? Rồi, nhạc 30 cho Hương Trương nè, 69.000. Mua cho thằng em. Chồng thì biết sai rồi không? Mua thằng em mà chồng thì biết sai rồi. Trời ơi, chết cái gì vô mũi bây giờ nó cay cay cay. Cái tay cứ hay quẹt cái mũi. Giờ nó cứ cay cay. Rồi cái này comment giùm em là màu màu gì đây? Size 28. Này comment em mẻ số 2 mấy chị size 28 nè. Ai lấy số 2 chút số 2. Hàng này rinh giảng giùm em nha, em bán cho mấy chị với giá 69.000. Mẻ 2 mấy chị.
À lấy mẻ 2 chốt lên em mẻ 2 nè. 69.000 mẻ số 2 giùm em size 28. Mẻ số 2 này size 28 nha, 69k. À lấy mẻ 2 chốt mẻ 2. Mẻ 2 size 28 69.000. À lấy mẻ 2 chốt lên em mẻ 2 mấy chị. Ok chị Lê Thị Nguyễn nè. Rồi nhạc này size 31 mấy chị. À lấy nhạc 31 chốt nhạc 31 nè. Nhạc 31 giùm em mấy chị. Chị lấy nhạc 31 chốt em mẻ nhạc 31 nha. Nhạc size 31. Ai lấy nhạc 31 chốt nhạc 31. Rồi nhạc size 31 mấy chị. Ai lấy thì chốt em mẻ nhạc 31 nè. Chùi nó coi là chính xác. 4 là 4. Quần 4 rồi. 4. Dạ 69.000 một quần mới chơi, 69.000 một quần. 69.000 một quần giùm em mới chơi. 21. Một cái bút đây. 21 mà cái gì là 4. 21 là 34. 21. Rồi mới trời cái này size 31 thì lấy comment giùm em là màu khói 31 mới chị nha. Khói 31 69.000. À lấy khói 31 chốt khói 31 thì em chốt với chị 69.000. Khói 31 69k nha. Quần nam mới chị em đang bán là quần sọc nam. Sọc nam mới chị nha, khói 31 69.000. À lấy khói 31 chốt khói 31 giùm em nè. Rồi mẹ rất size 31 mới chị. À lấy rất 31 chốt rất 31 nè, 69.000 rất 31. Giờ lấy rách 31 chút rách 31 giùm em nè. 69.000 rách size 31. Em 31 còn đổi chung luôn. Để chung thì size 31 thôi. Không có gì đâu. Không có gì đâu. Không có gì đâu. Nó một mẫu. Rồi áo phông treo ở sau đợi em chút nha. Để em chút em lên nha. Một cài trước còn size 36, 34, 36, 38 còn size á. Coi size gì để tôi lên cho chọn. Để muốn coi áo ngực size gì để tôi lên cho chọn. Rồi size 30 mấy chị ơi, này size 30 nè. 36 màu trắng rồi, 36 màu trắng còn á, nằm trong bị vỏ hay sao bè. Ok Ngọc Phiếu là 35.000 một cái. Rồi cái này còn mơ thì em mẹ rất size 30 nè mấy chị. Rất 30 giùm em nha, lấy rất 30 chút rất 30. Rất size 30. 69.000. Chèo ori bướng bỉnh nè. Quần sọc nam nha mấy chị nha. Áo ngực rồi chờ em chút xíu. Rồi comment giùm em màu xám đậm 30. Ai lấy xám đậm 30 chút xám đậm 30 giùm em nè. 69.000 một quần. Bè nèo đây gì chờ. Đen lai. Rồi chị lấy comment lên giùm em màu này là màu xám đậm 30 mấy chị. Ai lấy xám đậm 30 chút xám đậm 30 nè. Về Nhi Nguyễn nè. Rồi xám đậm 30 giùm em mới chị. Xám đậm 30 chốt lên giùm em mẹ xám đậm 30 nè. Em chốt mấy chị với giá là 69.000. Quần nam có size 26 à quên 28, 29, 30, 31, 32. 28, 29, 30, 31, 32 nha. Size 30 nè. Rồi chờ em chút xíu lên áo phông cho đợi em chút xíu. Rồi màu xanh đậm size 31 mới chị. Ai lấy xanh đậm 31 chốt xanh đậm 31 giùm em nè. Xanh đậm size 31.
áo chờ em chút xíu em lên đây nè. Rồi xanh đậm 31 nói chị. Ai lấy xanh đậm trước, xanh đậm giùm em. Xanh đậm 31. Rồi xanh đậm em chưa thấy ai mua 9 nha. Em không thấy ai 9 hàng này nghĩ sao đâu mấy chị. Rồi áo em lên cho mấy chị nè. Áo này nó có 2 form, 2 size mấy chị nha. Áo size nhỏ là 40-55-56kg lại. Còn áo size bự là như em đang mặc nè. Đấy, 50-65kg lại nha. Hàng này nghĩ sai mấy chị, mẫu mẫu dùm có một cái quần rin nam. Quần rin nam mấy chị nha. Rồi, quần rin nam dùm em. Áo này bán mấy chị 65 ngàn một áo, form lớn hoặc là form nhỏ kèm màu dùm em. Em có form lớn và form nhỏ mấy chị nha. 65 ngàn một áo. Màu này là màu đỏ. Ai lấy lớn comment lớn kèm màu, ai lấy nhỏ comment nhỏ kèm màu. Áo này là khung thái, em bao mấy chị giặt tay giặt máy thoải mái, không xù không ra màu nha. Không xù không ra màu mấy chị nha. Màu này là màu đỏ giùm em nè. Form lớn màu đỏ nè. Form lớn màu trắng nè. Form lớn màu cà phê nè. Form lớn màu dâu nè. Form lớn màu bò. Màu này xanh cớm, nhỏ lớn gì cũng có những màu này mấy chị nha. Màu này màu vàng. Rồi, cái này màu đen. Chào chị Trần Nguyệt Quế nè. Chào Bích Thùy nè. Rồi, cái này màu màu xanh cớm. Rồi, màu xanh dương. Đấy, áo em có form nhỏ là 40-55-56kg nè. Áo không thái mấy chị nha. Form lớn là 60-65kg rồi, để giày cho em rồi. Form lớn là 65kg rồi giờ. Chị nào 50-65kg là mặc form lớn đẹp nha. Chị nào thích mặc form rộng như em là form lớn thì em đang mặc trên người nè. Đấy, nhỏ màu cà phê ok chị nè. Áo thái mấy chị comment giùm em màu kèm form mấy chị nha, màu kèm form giùm em. Form nhỏ đây. Rồi màu kèm form mấy chị 65 ngàn một áo giùm em. Màu này là màu đỏ, em đọc màu lại nè. Em mặc là màu hồng, form lớn còn màu hồng nha. Form lớn màu xanh cớm ok chị Bích Hạnh Ngô nè, 65 ngàn một áo mấy chị nha. Em mặc là màu hồng, nhưng mà form lớn mới có, form nhỏ hết hồng. Màu hồng nè, màu đỏ nè, lớn nhỏ đều có nè, màu trắng nè, màu cà phê. Form lớn, form nhỏ đều có những màu này. Rồi màu dâu. Rồi màu này màu bò. Rồi màu này màu xanh cớm. Màu này màu vàng. Rồi màu này màu đen. Rồi màu này màu xanh dương. Đây, ai lấy áo thái thì comment lên giùm em. Giờ lấy áo thái thì chốt. Em chốt với chị với giá là 65 ngàn một áo. Giờ lấy áo thái thì cứ comment lên. Rồi 65 ngàn một áo thun thái nha. Ai lấy thì comment lên em chốt với chị nha. 65 ngàn một áo. Thun thái em lắm chị, mặc bao xuống, mặc quanh năm luôn á. Đấy, em nói chị cái này mặc cực kỳ xuống luôn mấy chị. Chị nào hồi vừa mua áo thun thái như em là biết rồi. Rồi em chốt với chị với giá là 65 ngàn. Rồi mấy chị quần rin nữ nè. Quần rin dài này em còn size 28 30, 31, 32, 33 nha. Xanh cớm đỏ lớn hay nhỏ. Chị Hoa Thiên Nguyễn lấy lớn hay nhỏ. Xanh cớm đỏ lớn hay nhỏ. Thun thái lớn. Chị Tuyết Đặng, Tuyến Đặng gì lên số điện thoại giùm em. Tuyến Đặng lên số điện thoại giùm em. Cho em coi lại quần 33 rồi chờ chút xíu nè. Áo ngực ra gom giùm tôi coi còn mấy cái. Áo ngực chờ chút xíu. Rồi mấy chị, quần này là quần nữ. Quần nữ nha. Nhận mấy áo kiểu đẹp ghê. Dạ cảm ơn chị Nguyễn Binh nè. Rồi chị Hoa Thiên Nguyễn phơm lớn nè. Quần nữ mấy chị em còn size 28. Ừ, không dẻo không xù, nhặt bao sướng. Vẻ mặt quanh năm áo thái nha mấy chị, mặc quanh năm rồi chị nè, trước giờ mua là biết áo thái nha em rồi. Đấy, ok chị Tuyến Đặng có đơn nè. Rin đó, chốt đi nha. Rin này em không có size 29 mấy chị nha. Rin này em còn size 28, 30, 31, 32, 33 em xem với chị 79 ngàn chốt nhanh. Em nói với chị Rin này bao giảng bao đẹp. Đấy, cái này em bán tặng đầu like cho mấy chị không. Bán tặng ngày hôm nay mùng 1 em chỉ còn ra đơn thôi mấy chị, lấy lọc mùng 1 thôi. 79 ngàn giùm em. Rồi 79 ngàn. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Rin cách size, cách số điện thoại giùm em. Em chỉ còn màu này thôi, mà em còn size 28 nè. 30, 31, 32, 33. 28, 30, 31, 32, 33 nha mấy chị nha. Comment giùm em là Rin dài kèm size 28, 29, 30. Hết 29 là 28, 30, 31, 32, 33 nha. Áo đen thun thái 65kg rồi ok, form lớn nè. Mấy chị cố gắng lựa giùm em đơn 90 ngàn trở lên để nhà em đi đơn nha. Nhà em đi đơn từ 90 ngàn chiếc quế là không chốt mấy chị nha.
Rồi áo ngực cài trước em còn màu da nè, size B4 nè mấy chị. Màu da B4 giùm em này cài trước mấy chị nha, cái này bút nhẹ thôi. Tầm phân rưỡi hai phân mấy chị, này bút nhẹ giùm em. Hàng xu cho em nha, 35.000. Ai lấy chút em mẻ da B4. Chị lấy da B4 chút, da B4 giùm em mấy chị. Cài trước nha, màu da size B4 chị lấy thì chốt nha. Rinh, quần rinh nhà em chốt size chứ không chốt ký mấy chị. Quần rinh em không có biết số ký đâu, quần rinh em nhận size mấy chị nha. Quần rinh em nhận size không nhận ký nha. Quần rinh em nhận size không nhận ký mấy chị nha. Đơn chị đi chưa? Đơn đi hết rồi mấy chị, sáng nay thứ hai là đơn đi hết rồi ấy. Rồi chị lấy thì chốt nha. Cái này em còn size 30 à, có kem thoa mặt nha, kem thoa mặt 120. Em có 4 loại dành cho 4 loại da. Da chị như thế nào? Cảm ơn cái da lên em lên kem cho chị chốt. Rồi màu trắng em còn duy nhất size 36 màu trắng nè. Size 36 em còn màu trắng thôi, mấy chị 35.000. Cái này cài trước nha, mút nhẹ mấy chị nha. Này mút nhẹ, cài trước. Kem thoa mặt chị lên kem của kem thoa mặt em có kem dưỡng trắng xay xích lỗ chân lông. Rồi em có kem trị mụn, rồi em có kem trị nám nha. À, mặt tôi nay hết mụn mụn rồi mà mụn rồi mà không bị thâm. Ừ hồi bữa nổi lên mắc hồn đúng không? Tôi nói rồi, chấm lên từ từ nó gom còi mụn bắt đầu nó đẩy ra là mặt nó sẽ đẹp. Sau này là không còn mụn ẩn, nó không có lên nữa. Đấy. Da mụn da nhờn. Da mụn da nhờn là xài kem trị mụn. Ok Ngọc Hiếu có rồi nè. Hai cái da bè này Nguyễn Thị tới lấy phải không? Em phải Nguyễn Thị tới lấy không? Nguyễn Thị mấy bữa bạn của Nguyễn Thị Nguyễn đó phải không? Hỏi em không Nguyễn Thị? Hỏi em bạn của Nguyễn Thị Nguyễn không? Màu da nè. Rồi ai lấy màu trắng chút màu trắng nè. Rồi 38 để coi còn màu gì. Màu trắng này 36 mới chị nha. Hãy Hiếu Ngọc có trắng 36 luôn. Rồi trắng 36 nè mấy chị. Ai lấy thì chốt. Trắng 36 mà lại áo đen thái simi mới vô nhìn không kịp. Áo đen em vô lại cho chị xem nè, chèo thỏ heo nè. Đây chị, không thái màu đen đây. Đứng hình 30 giây. Đấy, rồi. Bè Thanh Lê hàng của bè xẻ rồi nha. Cứ mỗi like một cái là nhà em xẻ cho em, không có giữ đơn. Mà cứ vài lần như vậy là bữa sau nhà em không chốt đơn nữa nha mấy chị nha. Cứ vài lần như vậy là bữa sau vô không chốt đơn nữa à. Rồi em còn đây màu trắng 38. Còn cái. Còn cái màu trắng 38 mấy chị. Ờ lâu quá quên thiệt á, bạn nhắc quên thiệt, nhắn vô tin nhắn đi nha, lấy nhắn vô tin nhắn để chịu làm đơn nhớ. Không lẽ quên thiệt ấy. Nhắn vô tin nhắn nha, để chịu chốt đơn nhớ nha. Rồi trắng 38 còn cái. Cài trước nha, trắng 38. Ai lấy trắng 38 chốt trắng 38 nè. Còn nguyên cọc. Rồi cài trước trắng 38 chị lấy thì chốt. Ok trăm fan có đường. Rồi màu đen 38 á chị, đen này bình thường chứ không có cài trước nha. Này em còn mấy cái thôi, em siêu luôn. Trắng 36 Bích Hạnh Ngô. Bữa giờ lâu lắm thấy thỏ heo quá. Mới nhắc em cho số điện thoại bên đây nó không có số điện thoại em ơi. Ok Bích Hạnh Ngô nè. Cho số điện thoại đi thỏ heo ơi, bên đây nó không có số điện thoại. Bên đây trang mới rồi, nó không có lưu số của ai hết á. Ok thỏ heo có trắng 38 rồi, lên số điện thoại giùm chị đi gái ơi. Bên đây nó không có lưu số nha. Rồi đen 38 với chị 35.000 cái. Đen 38 nè. Đấy. Nó có mút nâng ngực nha. Rồi ai lấy đen 38 chút đen 38 nè. Đen 34 để coi còn hay không, chờ chút xíu. Rồi đen 38 với chị ơi, đen 38 em còn 3 cái. Ai lấy thì chốt, em chốt với chị với giá là 35.000 cái thôi. Đen 38 nè. Cơ thỏ heo nè. Coi áo kiểu ơi, từ từ. Chào chị Nguyễn Trang. Rồi 34 có đen luôn nè. Đen 34 mấy chị. Đen 34, ai lấy đen 34 chút đen 34 giùm em mấy chị nha. Đen 34. Toàn bộ là không gọng mấy chị nha, áo ngực này không gọng nha. Chị Kim Loan Trần không thấy chốt gì mà thấy lên số điện thoại. Ở đây nó có số chị rồi. Mày đâu có thấy chị chốt gì đâu. Không thấy chốt gì hết. Rồi mấy chị ai lấy thì chốt lên giùm em mấy chị. Không gọng mấy chị ơi, áo ngực nghiêm không gọng. Mẫu cài trước cũng không gọng mà mẫu này cũng không gọng. Lê Trúc đen 34 ok nè. Có size 390.
không có size B9, cái ngực có size B8 không, ở đâu có size B9. Em lấy kem chị mụn, ok, em lấy kem chị mụn 120. Em có mẹ cài trước màu đen nữa nè mấy chị, cài trước màu đen size B4 nha. Vậy là mặc size B4 thì chốt nè, cài trước màu đen mấy chị nha. Ai lấy cài trước chốt cài trước nè. Đấy, cài trước màu đen size B4 thì lấy thì chốt. Hàng xu giùm em nha, cài trước màu đen size B4 mấy chị. Giờ em còn đen nâng với lại đen cài trước nha mấy chị nha, còn bên rõ để khỏi nhầm. Đấy, cái này còn bên em đen nâng nè, đen nâng. Cái này đen cài trước, lấy cái này thì còn bên rõ giùm em khỏi nhầm mấy chị. Cái này mút nhẹ mặc xuống mấy bè mặc như bờ re đó, nó nhẹ. Đấy, cái này mấy chị mặc kiểu như bờ re đó mấy chị, mặc rất là nhẹ, thoải mái. Ai lấy đen nâng chốt đen nâng. B4, ai lấy đen cài trước chốt đen cài trước giùm em cho nó khỏi nhầm mấy chị nha. Hai bên mẻ mất công chốt nhầm. Lấy em hai hộp kem. Rồi ok nè. Hai hộp màu xanh nha. Rồi ai lấy thì chốt. Còn ít thôi, chị Thiên Phước lấy điên nào, điên nâng hay điên cài trước, lấy điên nào? Lấy điên nào thì chốt. Rồi B4 em còn cài trước em còn màu da với lại màu đen. Với lại điên nâng B4. Đấy, B4 em còn được màu da với màu đen cài trước với lại điên nâng B4 nha. Ừ, nãy cái trắng là cài trước ấy, màu trắng thì nó cài trước ấy. Giờ em còn 36 màu trắng nè. 36 màu trắng nè. Đấy, chị lấy thì chốt nha. Em qua mẫu nè. Ok, chị Thiên Phước nè. Nó làm mẹ quen nó làm hàng cho bé mà sắp mặt không có thời gian nha. Chị cho. Ok, chị Thiên Phước nè. Để em biết là không có thời gian làm luôn. Tại vì mấy cái đây ngày nào ra ngày đó, ngày nào về chốt ngày đó nó phải rồi. Còn còn mít không có thời gian chứ làm luôn á. Ok, thêm một đen cài trước nữa nè. Ok, chị Thiên Phước nè. Rồi, chị lấy thì chốt nha. Đúng rồi, ai lấy thì chốt nè, que mẫu nè. Rồi, giày em lên lại một lần nữa nè. Chị nào mới vô chưa thấy thì chốt nha. Em nói giày bao đẹp, 36 chỉ còn màu trắng. Giày bao đẹp mấy chị nha. Hàng Quảng Châu các bạn nhìn dê nè. Còn cảnh mấy chị nhìn dê nè. Hàng Quảng Châu là nhìn đế nè. Đấy, ở trong nè, bao mềm luôn mấy chị. Rất là êm luôn. Màu kem này em còn size 35, 36, 39 nha. Thêm một cái màu kem cài trước 34 cho chị Thiên Phúc ok nè. Rồi màu kem, giày màu kem mấy chị nha. Em còn 35. Bích Hạnh NT B9, B6 ok, B6 cài trước. Rồi màu kem em còn 35, B6, B9 mấy chị. 569 màu kem. Màu kem 569 nha. 85.000 một đôi, hàng Quảng Châu. Ừ, cái đó B4 ở trong giữa lật đây là thấy nó có cái tim ở trong. Màu da chỉ còn B4 nó khỏi tìm. Rồi, 85.000 một đôi mấy chị nha. Em nói chị siêu đẹp luôn. Nhìn da nè, nhìn hàng nè mấy bè. Nhìn đế nè. Đấy. Cái này đế cao 5 phân. Rồi, chị lấy thì chốt. Comment giùm em màu kèm size. Màu kèm size giùm em mấy chị nha. Màu kèm size, màu kem là em có 36 nha. Em để dài cho chị rồi, nãy để đúng không? Để rồi, chứ không là hết. Những người dặn trước là em để rồi, chứ không là hết size. Rồi mấy chị, một hộp kem chị mụn cho thỏ heo nè. Giày em có hai màu nha mấy chị. Màu kem là 35, 36, 39. Còn màu đen thì là 35, 36, 38, 39. Em hết size 37. Hai màu, màu kem với màu đen. Em nói mấy chị giày bao đỉnh luôn, 85.000. Các bạn qua chợ Thành coi đôi này, các bạn mua khoảng trăm mấy. Không có 85.000 đâu. Nha, trăm mấy, 200.000. Ừ, cứ ghi để đó thì lát nữa. Rồi mấy chị, ai lấy thì chốt. Rồi, màu đen em có 35, 36, 38, 39. Rồi, lấy màu đen 36 nha. Rồi ok, Lê Trúc nè. Rồi, màu kem thì 35, 36, 39. Còn màu đen thì có thêm 38 nữa. Đấy, chị nào chốt trước thì về có sai, chốt sau là nó hết. Nha. À, Thanh Trúc Trần, màu kem 39 ok chị nè. Chị anh Trần hồi nãy có rồi, giờ chốt thêm hả?
Cho anh Trần chút thêm đúng không? Ok, đen 39 nè. Đen 36 còn bóp bi cho hỏi ra cái chốt. Bỏ ra bóp coi còn một chốt. Rồi 85.000 đôi mấy chị ơi, đen 36 còn mấy đôi? Màu đen 36. Mùi dồn cái đó trong bổi mất người trời. Còn không? Ok, đen 36 cho thỏ heo nè. Em để chị hai màu. Dạ đúng rồi, thì có hai màu em chốt chị hai màu á. À, áo ngực chị Bích Hạnh NT có rồi. Đấy, ai lấy chốt nhanh mấy chị, 85.000 còn mấy đôi cúng cùi. 85.000. 35 36 39. 35 36 38 39. Bà hỏi tụi 39 đâu. Mày chốt đâu hỏi 39 đâu chắc chết luôn. 39 còn đủ hai màu ha. Em nói vậy. Bao đẹp vừa hết rồi hả? Hết màu đen hả? Rồi 39 hết đen mấy chị. Bè nào chốt trước là có trước, coi chốt sau là hết. Em nói với chị hàng đẹp lắm. Hàng này mấy chị ra shop mua với 200 hơn. Hàng Nguyễn Châu giùm em nhìn nè. Đấy mấy bè hồi sáng mấy bè chốt qua tin nhắn mấy bè nói chị cho em coi hình thật hay là giờ mấy bè không có hàng nha. Mấy bè đâu có chốt đâu, em nên em không có để hàng. Đấy nên chị nào hồi sáng giờ mà chưa có chốt á thì vô trong live chốt. Chứ bè nào mà em ơi chụp hình thật chị coi là em không có thời gian chụp, em chưa có chốt đơn nha mấy chị. Đấy nên nãy giờ em lên live chốt hàng hết rồi. Không có hàng ráng chịu, em không chịu trách nhiệm nha. Rồi 85.000 không mua là tiếc. Cho chị hộp kem chị ném. Ok chị Nguyễn Hiệp nè. Không có hàng ráng chịu nha mấy chị nha. Tiếc lắm. Lâu lâu mới có. Trời ơi order hàng này tới 5-7 ngày mới có. Mà giờ được có mấy chục đôi thôi. Chi không có đủ. Hết sai rồi. Rồi chị lấy thì chốt. Ok chị Anh Trần có rồi. Ừ. Đấy. Bây giờ em còn màu kem là 35, 36, 39 hả? Còn màu đen là 35, 36, 38. Hết rồi. Đấy có nhiêu đó thôi. Rồi chị nào lấy thì chốt. Rồi cái này em còn một cái đầm đuôi cá em xem với chị 39.000 luôn nè. Đầm này mấy chị 55 chú lại men vừa. Còn bên em đỏ 39. Túi rồi trời ơi, rồi túi. Rồi đỏ 39 giùm em nè. Túi giờ còn mẫu đang treo ở ngoài sau thôi. Rồi đầm đỏ 55 chú lại mấy chị dưới này đuôi cá nè. Đầm vôn 2 lớp nha, xeo 39 nè. Còn bên em đầm đỏ 39 nè. Em còn hàng bơm nhiều mấy bạn ơi. Mới mùng 1 em nhận bơm chóng mặt luôn nè. Mùng 1 thôi mình nhận bơm chóng mặt luôn ấy. Rồi mấy chị, túi này 89.000 một túi thì em mấy chị nha. Đỏ 39 nha chị Trang Nguyễn Thị là đúng là nó gọi bài đầm là đúng á, mê đầm thôi. Nó nhân viên nhà em nó nổi đặt tên cho bẻ là bài đầm luôn á. Chờ bài Thảo Phạm nè. Rồi túi đỏ mấy chị, túi đỏ này em chốt không mấy chị với giá 89.000. Đấy, nhìn còn cảnh nhìn ve nè. Túi nhà em hàng Quảng Châu mấy chị nha. Đầm đỏ 39. Rồi màu xanh nè mới trời, 89.000 một túi. Màu này màu xanh nè. Màu xanh này lạ, độc đẹp. Từ trước giờ mình thích cái túi màu xanh này lắm. Mình có màu đỏ, màu đen, màu trắng là nhiều. Đấy bây giờ màu xanh này độc này, bè này chưa có màu xanh thì hốt. Rồi màu trắng nè mới trời, 89.000 một túi giùm em nha. 89.000. Rồi chị lấy về chốt nè. Quần tay dài à, sâu. Quần gì vậy chị? Ủa còn cái body đỏ nữa rồi, cái đó giờ em tìm mấy cái đó nó lòi ra đây em thấy. Ở sau quần tay chị em chút xíu em có ống suông với lại form Mary luôn. Rồi túi có 4 màu. Màu trắng, màu đen, màu đỏ với lại màu xanh, rồi 4 màu túi. Đấy. Rồi từ từ em lên đầm cho, đầm nó lĩa lĩa nó nằm đâu nè. Rồi mấy chị ơi chốt nhanh giùm em. Túi kèm màu. Ai lấy chốt nhanh. 89.000 một túi mấy chị nha. Túi ngọc trai chị em bán hết rồi. 89.000. Ai hàng nhiều lắm. Còn là đặt hàng không nghe mấy. Chứ lại là đặt hàng à. Rồi quần rộng đợi em chút xíu nha. Quần rộng em còn ấy. Đặt hàng không nhận hàng chứ không nghe mấy. Cái bè coi bơm nè. Bơm với lựu đạn nè. Tối em khui nè. Màu xanh ở ngoài rất là đẹp. Trời ơi cái bè này dễ mang con ngang liền. Cục này cũng nói bự 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 không. Quần tay 85.000 chờ em chút xíu. Này quần ống suông mấy chị. Cái này cho chị nào 40 cho đến 46 7 kg đổ về men thoải mái nha. Này ống suông em chốt mấy chị 85.000. Cái này size S mấy chị nha. Size S nhưng mà hàng giản mấy chị 47 kg đổ về men thoải mái luôn á. Này mấy chị 47 48 kg men vừa luôn á. Không bơm giờ em không khui.
Rồi mấy giờ ai lấy thì chốt em nè. Chào Mỹ Tho nè. Ai lấy ống chuông chốt chuông nè. 89.000 một túi mấy chị nha. Túi 89.000. Ok, chốt túi xanh nè. Rồi chị lấy thì chốt lên giùm em mấy chị. Xuông xe bé mấy chị giá 85.000. Xuông cho Hòn Thư nè. Đây mấy bữa mấy ngày chốt hụt. Xong bài đây bài chốt hàng bẻ không nghe máy. Rồi bộ này em bán với chị 85.000 luôn nè. 40 cho đến 55kg mấy chị. 40 đến 55kg là 85.000. Cảm ơn em mẹ bộ vàng. Quần xuông 85.000. Vậy không có xe lớn chờ cái đó còn cái một. Ủa chị kêu chị đặt nguyên bị hàng chị không nghe máy nè. Em sẽ ra nè. Nhiều chị lắm, mỗi ngày em chốt đơn em ít nhất em sẽ có cả chục người không nghe máy. Thôi thì Nguyễn còn cái trong kia. Rồi chị lấy cái này chốt lên giùm em là mẻ này là mẻ bộ vàng 85 40 cho đến 55 kg. Bộ vàng 85 kê. Ok chị An Duyên có bộ vàng nè, em đang sẻ đơn của cái chị này. Hàng bơm cái hàng không nghe máy nhiều lắm. Rồi bộ này chín tấc mấy chị nha, bộ này chín tấc em chốt mấy chị bộ này 65.000. 50 đến 60 kg rồi bên em Bi Hồng. Bi Hồng 65.000 mấy chị. Ai lấy Bi Hồng chốt Bi Hồng giùm em nè. Rồi Bi Hồng 65k. Chị lấy Bi Hồng chốt Bi Hồng. Ồ sáng thứ tư giao. Rồi 50 đến 60 kg mấy chị. Cảm ơn em mẹ bộ Bi Hồng. Bộ này chín tấc nha, áo thì tầm ý, quần thì lụa. Mấy chị có thể phối tách rời ra lấy quần mặc với áo khác. Và áo mặc với quần khác ok nha. Kia 65.000 bộ này chốt nha mẹ Bi Hồng. Bi Hồng giùm em nè, ai lấy Bi Hồng chốt Bi Hồng nè. Rồi cái này bộ này Bi Xanh giùm em mấy chị. Ai lấy Bi Xanh chốt Bi Xanh nè. Rồi Bi Xanh mấy chị ơi. Ai lấy Bi Xanh chốt Bi Xanh giùm em nè. Rồi 65.000 bộ Bi. Ai lấy Bi thì chốt mấy chị 65.000 bộ Bi. Rồi mấy chị. Ok về Ly Trúc nè. Ok Lê Trúc nè. Bi Xanh chốt Lê Trúc nè. Bi Xanh là bố như còn rồi hết Bi Xanh em còn Bi Hồng thôi mấy chị, em còn Bi Hồng thôi. Rồi mấy chị, cái này là son kem nè. Chào chị Tiền Sunny nè. Một xít son kem 10 cây như này em chốt với chị 65.000. 65.000 mấy chị nha. 10 màu 2, 4, 6, 8, 9 màu hả? 2, 4, 6, 8, 10 màu. 10 màu mấy chị nha. Cầm tay tay đến 9 màu. Nè mấy chị, nó có rất là nhiều màu. Nha mấy chị nha. Có rất là nhiều màu luôn. Em test lên môi em cho mấy chị coi luôn. Ok chị nha. Em nhận được quần của chị rồi. Rồi mấy chị. Rất là thơm luôn. Nó có tới 10 màu, mỗi ngày đi đánh một màu. Rồi 65.000 một set son. Chị lấy son thì chốt nha. Bữa nay mặc đầm này thì đánh son này ha, mặc đồ khác đánh son khác mấy chị. Rồi nó có tới 10 màu luôn. Mùi thơm dễ chịu. Rồi chị lấy son thì chốt son thì em mới chị ăn son chốt son thì em nè. Son một set 65.000 10 cây. Ai lấy thì chốt. Một set son 65k 10 cây giùm em mới chị. Chị lấy thì chốt nè. 28 không chị. Rồi quần jean size 28 nè. Ai lấy jean 28 chốt jean 28 giùm em mới chị mẻ đó. Xám rách 28 em chốt với chị với giá 69.000. Xám rách size 28 với chị nha, 69.000. Ai lấy xám rách chốt xám rách giùm em là size 28. Em chốt với chị 69.000 nha. Rồi xám rách size 28 với chị, em chốt với chị giá 69.000. Còn sợ bên nó còn anh. Rồi với chị xám rách size 28 em chốt với chị giá 69.000. Ai lấy thì chốt. Lên bộ gắm nha. Bơm hả tối một khu bơm cho mẹ xem rất xa 28 nha.
Đâu có. Của chị là với chị Hè vừa rồi là hai đơn dồn chung á, hai đơn dồn chung nó nặng á, nó cần ký á. Của chị với chị Hè là hai đơn dồn chung á, buổi vừa rồi hai người mua rất là nhiều mà dồn chung một đơn ấy. Đúng không? Chị nhận cái đơn đó phải tên Hè Nguyễn không? Chị Hồng Đường phải rồi, sáng chị nhận cái đơn đó tên Hè Nguyễn chứ không phải tên chị không? Hai đơn dồn chung. Đúng không? Hai đơn vừa rồi hai chị mua rất là nhiều dồn chung á, nó cân ký ha. Rồi bộ này hàng gắn được nè. Chứ còn bình thường chị mua 30, 35 ngày chị mua chị biết nè. Rồi bộ này bộ gắm mấy chị nha. Bộ này mấy chị 60kg trở về men ok. Bộ này size to mấy chị 60kg trở về men ok luôn. 40 cho đến 58kg ai cao mấy 60-60kg nha. Gắm dài. Này hàng loại 1 đó mấy chị, bao đẹp luôn. Bộ pyjama gắm dài nè mấy chị. Dài thoải mái luôn nè. Không có sợ mà ngắn. Rồi 40 cho đến 60kg nếu mà cao gọn gọn, còn không thì 58kg đổi về. Ok chưa? Em chốt mấy chị bộ này giá 85 ngàn. Em có màu vàng nè, màu đỏ nè, 85 ngàn một bộ gắm. Nhà em chốt đơn từ 90 ngàn trở lên nha. Mấy chị đặt một áo thái là nhà em không có lên đơn. Mấy chị nhà em không gọi nha. Nhiều chị đặt có một cái vô ngày mai vô hỏi xem gọi chốt đơn. Nhà em không gọi đơn dưới 100 ngàn đâu mấy chị. Dưới 100 ngàn nhà em không có gọi nha. Rồi gắm đỏ mấy chị, gắm vàng, gắm đỏ. Bộ dài, bộ này đẹp lắm. Chị nào cao là mấy 66kg lùng lùng nhìn 58kg đổi về nha. Đấy, lùng lùng 58kg, 57-58kg đổi về. Còn chị nào cao cao mấy 6 thì có thể 60kg. Em có màu đỏ, màu vàng. Rồi màu đỏ, màu vàng, màu hồng. Màu hồng nè, hàng gắm đẹp nha mấy chị nha. Hàng này loại 1. Hàng này hàng Quỳnh Anh đó mấy chị. Hàng Quỳnh Anh đó. Rồi 85 ngàn mấy chị. Em có màu hồng nè. Màu hồng, màu xanh, màu hồng, màu xanh, màu vàng, mấy màu đúng không? Chị mới vừa nhận hàng xong, rẻ mà còn đẹp nữa. Cảm ơn chị Minh Liễu nha. Mua hàng nhà em mấy chị cứ yên tâm về chất mà về giá nha, cứ yên tâm. Mấy chị không đi đâu mua rẻ bằng em bán cái này cũng rẻ hơn người ta từ 10 đến 15 ngàn. Cũng một sản phẩm như nhau, nhưng bán rẻ người ta từ 10 đến 15 ngàn mấy chị không bao giờ bán cao hết. Đồ bé em còn đồ lụa, đồ tô len size nhỏ nhỏ thôi à. 15 cho đến 18kg. Rồi màu xanh mấy chị, bộ gắm chị lấy thì chốt nè. Rồi em lên quần cho. Rồi ai lấy thì chốt em mấy chị nha. Chị lấy bộ thì chốt, em có mấy màu á. Ai lấy bộ thì chốt nè. Rồi quần ống suông nè, màu da. Rồi quần ống suông mấy chị, 85 ngàn một quần tay ống suông nha. Ống suông nha mấy chị nha. Màu da này em có size S, M, L, XL. Size S là 40 cho đến 45kg, M 45-50kg, size L là 50 cho đến 55kg, rồi XL là 57kg đổi về. Đấy, màu da đủ size 85 ngàn một quần. Rồi ok chị nha, không vừa cứ gửi lại em đổi. Rồi sọc nem 32 chờ xíu. Kiểm tra sáng đơn của chị bao nhiêu tiền, rồi sáng chị nhận bao nhiêu tiền. Sáng đơn của chị nhận bao nhiêu tiền nha. Nếu bây giờ biểu em kiểm tra đơn chị cầm trong tay rồi chị nhận bao nhiêu tiền. Rồi màu hồng mới chị, màu hồng thì em có size S, M với lại XL nha. Suông màu hồng. Đấy em đang lên màu chị chờ em chút nha. Rồi suông màu nâu em có size S, M, XL. Em hết size L nha. Em hết size L. Rồi suông màu bò em cũng hết size L. Đấy. Bộ mặt cho Lê Trúc ok nè. Rồi suông màu đen thì em còn size S thôi mấy chị. Suông đen em còn size S thôi. Đấy. Đưa bao nhiêu quên mất. Rồi để lát em coi, lát em coi hữu bill hữu còn ghi chị bao nhiêu tiền. Lát em coi lại nha. Chiều em nhắn qua. Rồi chị lấy ống suông thì chốt màu da đủ size. Màu hồng SM với lại size XL.
màu nâu SM XL, bộ mặt bè vừa nha, cao 1m66 mà em vừa. Rồi màu bò cũng SM XL luôn, màu đen thì còn size S thôi. Rồi em bán với chị 85.000 một quần. Nếu lấy thì chốt lên thì em quần ống suông. 85.000 một quần ống suông, chị lấy thì chốt. Bộ mặt có lấy không? Nha, thấy comment bộ mặt tôi vừa hay không chứ không biết có chốt hay không. Rồi bộ mặt 85.000 em lên màu lại nha, em có màu vàng nè. Màu xanh nè, hàng gấm loại 1 85.000 một bộ. Hàng này bao mát bao xịn cho mấy chị luôn. 40 cho đến 57 58 kg, chị nào cao 1m66 cho em. Hàng này hàng Quỳnh Anh nha mấy chị nha. Em có gấm xanh, gấm vàng, quần dài cho em mấy chị, quần bao dài luôn. Em mặc em ngồi nó còn tới mắt cá, phủ mắt cá nữa. Rồi, màu hồng nè, gấm kèm màu giùm em. Rồi lấy gấm chốt gấm kèm màu. Lấy mình size M, màu da màu bò, lên số điện thoại giùm em ơi chị Thảo Phạm, bên này nó không có số. Thôi chứ không vừa. Rồi. Cái này bè mặt vừa. Nha. Đấy, 60 kg em vừa. Vậy có chút xíu rồi bên này nó bự lắm. Nè mấy chị 6 kg em vừa nha mấy chị nha. Rồi màu đỏ nha, 40 đến 60 kg em vừa giùm em mấy chị. Đấy, ai lấy đỏ chốt đỏ. Rồi bộ gấm chị lấy thì chốt, em bán với chị 85.000. Ai lấy bộ gấm thì chốt. Size M, màu da với màu bò, lên số điện thoại lại giùm em. Rồi ok, màu da với màu bò. Tám mươi lăm ngàn một quần. Ok, cho để xem lại quần size 32. Ai bè nào xem lại quần nam 32 nè. Sọc nam 32 69.000, ai lấy thì chốt, em bán với chị 69.000. Sọc nam size 32 này 69k nè, chị lấy thì chốt. Rồi sọc nam size 32 mấy chị 69.000, ai lấy thì chốt nè. Sọc nam size 32 nha 69.000. Ai lấy thì chốt. Rồi sọc nam 32 69.000, chị lấy thì chốt. Còn mấy cái đầm nè, em tìm đầm cho bà Trang. Từ từ em tìm đầm chứ, đừng chấm nữa. Rồi, cái này đỏ đô giùm em là 39.000 em sale luôn. Ai lấy còn bên em bẻ đỏ đô. Đỏ đô 39k. Bỏ lỡ nhiều mặt hàng đẹp. Rồi ai lấy thì chốt giùm em mấy chị. Đỏ đô 39.000. Ai lấy đỏ đô chốt đỏ đô nè. Cái này cho mấy chị tầm 4-6-7 kg đổ về. Kêu luôn 39.000. Ok chị Trang nè. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là mã số 1 39.000 luôn, em kêu luôn. Mã 1 giùm em đầm này chất bao đẹp. Cái hàng thiết kế mà em kêu thôi. Ai lấy mã 1 chốt mã 1 giùm em mấy chị. Mã số 1 em bán mấy chị 39.000. Giờ lấy mã 1 chốt mã 1. Bé xong còn màu đỏ không thức hàng. Rồi cái này có 2 miếng bút ngực nè mấy chị. Có 2 miếng bút ngực nè. Ok chị Trang nè. Mình em gửi hàng bên GT nha mấy chị nha. GT cho xin mẫu quần nam. Rồi quần nam đợi em chút xíu. Rồi mấy chị cái này mẻ 2 giùm em nè. Mẻ 2 39.000. Bé được con kia nó phán cho bé biệt danh là bè đầm. Rồi mẻ 2 mấy chị có mút ngực nè. Lấy đó. Lấy đó là lấy cái gì? Mẻ 2 để đang hỏi cái đầm đó hả? Thế chị đang hỏi em đầm đó hả? Đầm này dạng yếm nè. Em chốt với chị cái này à, 29k luôn. Cái này cũng nhỏ, 47 kg đó lại ha. Rồi 29.000 luôn chị. Lấy thì chốt em, chị lấy chốt em mẹ
29 ke nè, đầm 29 ke. Ai lấy đầm 29 chút, đầm 29 giùm em nè. Rồi cái này comment giùm em là mẻ zoom. Zoom này mấy chị 55 kg rưỡi về nha. Zoom đùi em chốt mấy chị 39 ke luôn nè. Đầm 29 cho Nhi Nguyễn nè. Zoom đùi em chốt mấy chị 39.000 luôn. Đấy, 39 ke luôn mấy chị, có dây cột sâu nè, chị Trang. Ok chị Trang có zoom nè. Nè, có dây cột ở sau nè mấy chị, hình mẫu nè. Siêu luôn 39 nè. Đấy, ai lấy được chưa? Em xem mấy chị giá cục rỉ. Quần em chị còn size bao nhiêu? Nè, cái đen này được nè. Đen này là ủi vô mặt rồi, rất là xinh luôn mấy chị, chất nó có co giãn, nó có mất ngực luôn. Đấy, cái này chị Trang mặc vừa luôn. Lấy dâm sâu luôn. Rồi ok chị Trang nè. Nè, cái này chị mặc vừa nè. Còn mô đen mẻ đen này có hai miếng mút ngực nè. 46-7 kiếu lại nha. Nó có mút ngực chỗ đây. Cái này mặc lên rất là xinh. Hai dâm khác màu đúng không? Có ai lấy đen chốt đen giùm em nè. Không khác không khác được chốt. Ok chị nè. Rồi đen 39 ngàn, ai lấy đen chốt đen. Làm còn mấy cái thì siêu luôn. Ừ. Rồi màu xanh mấy chị, màu xanh chất co giãn luôn mấy chị. 39 ngàn chốt em mẻ xanh. Mẻ xanh 39 kê giùm em. Ai lấy mẻ xanh chốt mẻ xanh. Như vậy gặp mấy bà nào nhiều quá, mình bơm cái gì nhiều quá. Rồi lấy mẻ xanh chốt mẻ xanh giùm em bé mấy chị 39 ngàn. Rồi bộ này còn mơn giùm em mẹ bộ đỏ size 31. Rồi giờ lấy giùm em size 31 cho coi nè. Xanh cho thỏ heo nè. Rồi 55 chứa lại mấy chị mang vừa mấy chị 40-55 kg em mấy chị 85.000. Còn mơn giùm em mẹ bộ đỏ. Bộ này dây khóa kéo mấy chị nha. Bộ này bộ dây khóa kéo giùm em nè. Mình có một quần tay đen. Hồi nãy vẽ đâu có quần tay đen đúng không? Quần rin. Đâu có hai cái áo chứ bữa một cái quần rin bữa còn cũ á. Ừ. Chứ chị đâu có quần tay đen nào đâu. Đâu có tay đen nào ở đây đâu. Không có. Bộ đuổi lửng hết rồi chị ơi. Dạ hết rồi, rồi ai lấy bộ đỏ chút, bộ đỏ 85.000. Chị có hai kéo sơ mi. Ơ quên lộn, hai kéo thái. Hai kéo thái với lại có cái quần hộp bữa kìa. 49.000 đúng không? Đấy có nhiêu đó thôi. Rồi cái này đinh size B2, đinh size B1 nào. Nãy cây nãy. Đây đinh B1 nè, em lên đinh B1 cho coi nè. Không có chị, đâu có size lớn hơn đó đâu mà đổi. Không có size lớn hơn đâu mà đổi. Size đó chị kêu chị mặc chật rồi, đâu còn size lớn hơn đâu mà đổi. Không có nha. Rồi cái này còn mơ lên giùm em. Mẻ này là mẻ xanh đậm 31. Xanh đậm 31 69.000. Ai lấy xanh đậm 31 chút, xanh đậm 31 giùm em 69.000. Xanh đậm size 31. Màu này màu khói B31. Lấy màu khói chốt màu khói nè. Màu khói size 31 giùm em, rồi lấy màu khói chốt lên đi màu khói. Màu khói size 31. Lấy màu khói chốt màu khói giùm em. Với lại màu này màu nhạt size 31. Nhạc 31, riêng này là riêng giản mấy chị nha, hàng top đó mấy đàn. Trên 69 ngàn. Giờ lấy gì chốt em, màu nhạc 31. Ai lấy gì chốt. Rồi màu nhạc size 31. Vậy không có size B4 nha chị ơi, không có size B4.
Em có B2 là cao nhất thôi, không có B4. Viên này nó có 28 đến B12. Rồi quần đuổi em còn mấy cái nè. Chị thấy phim mình đặt hàng mình lên số điện thoại thì mới có đơn nha chị ơi. Đặt hàng lên số điện thoại giùm em. Rồi quần này chính tất mấy chị, quần đuổi này 40-60kg mang vừa. Em bán mấy chị 45.000 à, lấy comment giùm em mẻ sập 45. Chị lấy sập 45 chút, sập 45 giùm em. À, áo thun nam không có nha, chưa có hàng. Rồi sọc 45. Ai lấy sọc 45 chốt sọc 45 mấy chị. Sọc 45.000. Rồi quần đuổi này ống rộng mấy chị nha, ống rộng lửng cho em mấy chị 45.000 luôn. Chị lấy cờ mơ thì em mẻ hồng. Ống rộng lửng mấy chị nha, mẻ hồng 45k. Ai lấy mẻ hồng chốt mẻ hồng giùm em. Rồi mẻ hồng 45.000 mấy chị, ai lấy hồng chốt em mẻ hồng. Hồng 45k nè. Sọc cho thỏ heo nè. Quần ống rộng lửng nha mấy chị nha. Quần hồng là đuổi ống rộng lửng. Rồi cái này đuổi da chính tất mấy chị. 60kg lại mấy chị men rồi. Chốt em mẹ đuổi da. Em mấy chị 45.000 em còn mấy cái nè. Đuổi da 45k. Ai lấy đuổi da chốt đuổi da. Rồi ống rộng lửng màu xanh nè. Comment dùm em rộng xanh 45k mấy chị rộng xanh nè. Ống rộng lửng nha. Chốt có chị 45.000 luôn. Rồi rộng xanh giùm em mấy chị, rộng xanh. Xanh đậm, xanh nhẹ, màu khói form nhỏ hay form to vậy em? Form nhỏ hay form to là sao? Cái này quần rinh form trẻ đó mấy chị. Quần rinh này form trẻ nha, mặc size nào chốt size đó giùm em. Quần rinh này form trẻ nha, mặc size nào chốt size đó. Không phải quần rinh ông về đâu nha mấy chị nha. Quần rinh này phong trẻ, không phải quần rinh ông về đâu. Mặc size nào chốt size đó giùm em. Rồi ai lấy đuổi tím chốt đuổi tím. 60kg lại men ok đuổi tím. Chị thấy Kim đặt hàng thì kèm số thợ vô nhà em mới lên đơn nha. Không có số là không chốt đơn được. Rồi lấy đuổi tím chốt đuổi tím giùm em nè. Mấy chị có đơn cố gắng lựa giùm em đơn nha. Rồi lấy ba cái luôn. Lựa giùm em đơn 90.000 trở lên mới đi đơn nha mấy chị ơi. Phải hồng dài này ống bo mấy chị. 60kg rưỡi về ai lấy hồng dài chút, hồng dài. Hồng dài này ống bo giùm em nè mấy chị. Ai lấy hồng dài chút lên em mẻ hồng dài nha. Rồi màu hồng dài, ai lấy hồng dài chút, hồng dài. Chốt lên thì em mẻ hồng dài em chốt cho mấy chị với giá là 45.000. Rồi ống rộng màu đen mấy chị ơi, ống rộng màu đen nè. Không có áo thun nam chị ơi. Ống rộng màu đen, ai lấy ống rộng đen chốt rộng đen giùm em. 45.000 ống rộng màu đen. Ai lấy ống rộng đen chốt rộng đen. Hay em có những màu như thế. Dạ em không có áo bờ re em không có hàng. Rồi áo kiểu này em chốt với chị với giá là 49k. Ai lấy cờ mơ thì em mẹ kiểu đi em mấy chị. Này 40 cho đến 55kg nè. Cái này nó có cái nhúng ở chỗ eo coi vậy. Ai lấy kiểu đen chốt kiểu đen giùm em mấy chị 49 nha. Như mẫu mặt nè. Ai lấy kiểu đen chốt em mẹ kiểu đen là mấy vị hướng đất à. Rồi chị lấy kiểu đen chốt kiểu đen giùm em mấy chị kiểu đen. Rồi kiểu màu hồng đi mấy chị, màu hồng hồng tím tím. Ai lấy kiểu hồng chốt kiểu hồng mấy chị. Coi dễ ở đây. Rồi 49.000 chị lấy kiểu hồng chốt em mẹ kiểu hồng. Kiểu hồng 49.000 ai lấy thì chốt. 49k mấy chị, ai lấy kiểu hồng chốt em mẹ kiểu hồng. Rồi màu này màu kem giùm em mấy chị. Ai lấy màu kem chốt màu kem nè. Rồi 49.000 kèm màu giùm em. Kim này bảo mấy viên tích trắng. Thật kim á, bà đây á, mấy viên tích trắng. Hai viên. Thế bỏ ở đâu vô đó gì? Thế bỏ vô nó rốt nè. Bỏ cái đây xong bỏ kim vô. Cái gì nhỏ nó lại, cầm nó vô. Rồi ai lấy thì chốt mấy chị. Bi tím giùm em nè, 49.000 bi tím. Ai lấy bi tím chốt bi tím nè. Đấy cái này nó có độ nhúng ở dưới này mấy chị nha.
Rồi em chốt với chị với vé là 49 ngàn. Rồi ai lấy áo này thì chốt lên như mấy chị. 49k nè. Rồi còn mấy áo kiểu này em sẽ nghĩ cho mấy chị luôn. Kiểu này em sale với chị 39 ngàn một áo nè. Rồi áo này em còn mấy màu nữa, xem với chị 39 ngàn. 40 đến 55 kg mấy chị nha. Nó có dây kéo ở sau nè. Này mấy chị 40 đến 55 kg mặc ok, có dây kéo ở sau hàng lụa nha. Không có 65 kg nha chị ơi. 65 kg có áo thun thôi. Rồi chị lấy cái này còn mơ lên giùm em nè. Ai lấy thì chốt nè. Còn mơ lên giùm em mẻ hoa nâu. Em bán với chị 39 ngàn hoa nâu nè. Nó cũng còn mấy cái nè. Rồi hoa nâu 39 ngàn. Ai lấy hoa nâu chốt hoa nâu nè. Rồi hoa tím giùm em nè 39 ngàn hoa tím. Chị lấy hoa tím chốt hoa tím nè. Hoa tím 39 ngàn. Ai lấy hoa tím chốt hoa tím nè. Hoa tím 39k, chị lấy hoa tím chú về mẹ hoa tím nha chị. Hoa đỏ. Rồi 39 ngàn một áo, cái này em còn mấy áo nè, chú chị 39 ngàn luôn. Cái hoa đỏ nè. Nè có dây kéo phía sau nha. 55 chú lại đen ok. Rồi ai lấy hoa đỏ chú lên em mẹ hoa đỏ mấy chị. Hoa đỏ giùm em nè. Chèo thanh hồng vi nè. Rồi 40 đến 55 kg mấy chị. Hoa tím, hoa nâu, hoa đỏ. Em bé với chị 39 ngàn luôn. Còn mấy cái. Cái này có hoa hồng nè. Ở đây chú em mẻ hoa hồng luôn mấy chị. Rồi. Đấy, còn mấy mẻ này ai lấy thì chú. Hoa hồng. Ai lấy hoa hồng chú em mẻ hoa hồng. Rồi chị lấy thì chốt đi mấy chị nha. 39k kèm màu giùm em. Rồi 39k kèm màu ai lấy thì chốt nha. 39 ngàn chị lấy thì chốt. Rồi em còn mấy bộ lụa nè, em kêu cho mấy chị luôn. Còn bộ lụa em còn ít ít thôi. Mỗi mẫu còn bộ thôi. Rồi mấy chị, cái này cho chị nào 57, 58 kg đổi về nha. Bộ này 9 tấc, em bán mấy chị 60. Còn mơ niên 9 tấc kem. 9 tấc kem 60 ngàn. Ai lấy 9 tấc kem chút, 9 tấc kem nè. Đang làm cái gì? Đang nhỏ mới không? Ở dưới cái học đó. Dưới cái kệ. À, dưới cái kệ đỏ ở trong hầm đó. Rồi còn bên em 9 tóc đỏ mấy chị. Em ăn cái 9 tóc kem. Em mấy chị 60 ngàn. Rồi đùi đen này cho mấy chị nào từ 50 đến 60 kg. 60-62 kg mấy chị 49 ngàn. Ai lấy đùi đen chốt đùi đen giùm em mấy chị 49 ngàn. Rồi đùi đen 49k mấy chị. Rồi chị lấy đùi đen chốt em mẹ đùi đen mấy chị 49 ngàn đùi đen. Chị lấy đùi đen chốt đùi đen giùm em mấy chị. Đùi đen 49 ngàn. Rồi cái này Kero Kem này em chốt mấy chị giá 65 ngàn 9 tấc luôn nha. 57 kg lại chỗ này nó có phần ung dung nè. Rồi Kero Kem mấy chị em chốt mấy chị với giá là 65 ngàn. Ai lấy Kero Kem chốt em mẹ Kero Kem nè. Đùi đen cho thỏ heo nè. Rồi Kero Kem mấy chị. Ai lấy Kero Kem chút Kero Kem giùm em nha. Đúng là bè số phận cuộc đời. Về xem bè gì bạc đời nó. Các bạn nghe thấy cái này nó ốm. Đúng là số phận cuộc đời. Rồi comment em đùi đỏ mấy chị 49 ngàn đùi đỏ nè. 50 đến 60 kg đùi đỏ 49 ngàn. Size này 50 đến 60 kg nha. Ai lấy đùi đỏ chốt đùi đỏ này 49k đùi đỏ.
chị lấy đùi đỏ, chốt đùi đỏ giùm em với chị 49.000 đùi đỏ nè. Rồi xét nhúng với chị, xét nhúng thì 55kg đổi về nha. Ok, về Tiger bạc nè, ở nít mới chịu chứ. Aerocam ở dưới 65.000. Rồi comment lên giùm em, mẻ này là mẻ bộ nhúng. Em mấy chị 65k bộ nhúng. Bộ nhúng là quần ống suông dài nha mấy chị nha, quần dài ống suông. Ai lấy bộ nhúng, chốt bộ nhúng giùm em là bộ nhúng là quần dài ống suông. Em chốt mấy chị với giá là 65.000. Rồi ai lấy comment lên đi, mẹ bộ nhúng mấy chị 65k bộ nhúng giùm em nè. Ai lấy bộ nhúng chốt bộ nhúng nè. Rồi cái này em còn bộ màu trắng nè, em bán với chị bộ này giá 55.000 luôn nha. Còn bộ này 40-57kg, 9 tấc trắng. Bộ trắng với chị 9 tấc. Rồi 55.000. 55kg, 55-56kg đổi về đây. 55.000, còn bên em 9 tấc trắng. Ai lấy 9 tấc trắng, chốt 9 tấc trắng cho em. 9 tấc trắng. Ok, trăm phen nè. Rất phải Facebook đi bạn. Rồi mới trời, size này là XL cho người 55-60kg nè. Comment lên giùm em là mẹ bộ dài cam, em bán với chị 75.000. 55-60kg nha. Bộ này là bộ dài, éo tay dài luôn. Tao có hỏi muốn quê giờ mà quên, nhưng cố cố làm biến đi biết. Giờ nó không nổ luôn. Rồi mấy chị, comment lên giùm em là mẹ dài cam, em bán mấy chị 75.000. Hai lấy dài cam, chốt dài cam nè. Dài cam 75k, chớ lấy thì chốt. Dài kem 75.000, ai lấy dài kem chút dài kem giùm em. Rồi bộ này size L, bộ này cho người nào à 55kg đổi về. 45-55kg, comment lên giùm em là một màu bò size L nha, tay dài mấy chị. 45-55kg mấy chị. Em chốt với chị với giá là 75.000. Màu bò size L nè. Ai lấy màu bò size L, chốt màu bò size L giùm em là 75k. Màu bò size L. À, bộ này size 3X mấy chị. Bộ này cho người 65-67kg. 65-67-68kg men vừa. À, comment giùm em màu kem 3X. Này size to mấy chị nha, cho mấy chị 67-68kg đổi về nha. Màu kem 3X giùm em nè, 75k. Em nói mấy chị hàng này chất rất là đẹp luôn, mặt bao xuống mà. Ờ, comment em màu cam bếp nè, hàng này hàng thêu nha. Cái cam bếp, chốt cam bếp giùm em mấy chị. Rồi size M, bộ này cho người nào 40-45kg, comment giùm em mẻ xanh đi M. 40-45kg mấy chị, mẻ xanh đi M giùm em. Ai lấy xanh đi M, chốt xanh đi M. Rồi 40-45kg mấy chị, màu xanh size M. Giờ lấy thì chốt. À, màu xanh size M giùm em 40-45kg. Rồi bộ này dài xanh giùm em nè. Tay dài nha. Rồi 55-60kg comment giùm em mẻ dài xanh nè. Đúng là máu mùng 1 gặp gì đâu không. Rồi comment giùm em mẻ dài xanh mấy chị. Dài xanh giùm em nè. Mẻ dài xanh, chốt dài xanh giùm em nè. Rồi em chốt mấy chị với giá là 75.000 nha. Dài xanh, chị lấy dài xanh chốt lên đi, mẻ dài xanh mấy chị 75k. Rồi bộ keo lửng này em bán cho mấy chị giá 55.000 luôn nè.
Rồi quá trời. Cái này cho người 40 đến 55 57 kg. Chốt giùm em mẹ ke roje. Em bán với chị với giá là 55.000 hộ lửng nha. 40 đến 55 57 kg nè, lấy ke roje, chốt ke roje giùm em. Em chốt với chị với giá là 55k. Hai lấy ke roje, chốt ke roje giùm em với chị 55.000. Rồi, ke ro hồng giùm em mấy chị. Hai lấy ke ro hồng, chốt ke ro hồng. 40 cho đến 55 57 kg nha. Rồi ke ro hồng mấy chị. Rồi lấy ke ro hồng, chốt ke ro hồng giùm em nè. Ke ro hồng, ai lấy ke ro hồng chốt em mẹ ke ro hồng. Rồi ke ro đỏ 55.000 một bộ, chị lấy bộ lụa thì chốt nè. Ai lấy ke ro đỏ chốt ke ro đỏ giùm em nha chị. Ke ro đỏ 55k nè. Rồi 40 đến 55 57 kg. Ai lấy bộ ke ro đỏ chốt lên em mẹ ke ro đỏ mấy chị. Ke ro đỏ. Rồi bộ này mẻ số 1 em có 2 màu nha, một hồng một đỏ mấy chị. Mẻ số 1 em có 2 màu nè. Một hồng một đỏ là 40 đến 57 kg. Em chốt với chị giá 55k. Ai lấy chốt là em mẻ một hồng một đỏ nè. Rồi một hồng một đỏ. Còn này màu hồng nha. Mẻ một màu hồng nè. Rồi mẻ một màu đỏ thì chị lấy một đỏ, chốt một đỏ giùm em nè. Rồi một đỏ mấy chị, ai lấy một đỏ chốt lên em mẻ số 1 màu đỏ. Rồi mẻ một màu đỏ là chị lấy một đỏ chứ, một đỏ giùm em nè. Rồi bộ này chốt em mẻ gấu mấy chị. Đấy 57 cứ là em ok. Một đỏ cho Như Nguyễn nè. 55.000 mấy chị, ai lấy bộ này chốt em mẻ gấu. Ai lấy bộ gấu chốt bộ gấu thì em nè. Rồi chị lấy gấu chốt em mẻ gấu. Thầy Éo Thái còn mấy cái em treo luôn nè. Thái còn mấy cái này cho nè. Chốt mấy chị 39.000 không Thái nè, mấy chị còn mấy cái này thôi. Rồi 58 chứa lại men vừa cờ mơn em mẻ Thái vàng. Em bán mấy chị 39.000 luôn nè. 58 chứa lại men vừa, ai lấy Thái vàng chốt Thái vàng thì em mấy chị. Thái vàng em chốt mấy chị với giá là 39.000. Rồi xe này áo phân lớp tốt mấy chị nha, lửng lửng nè. Cờ mơn em mẻ đỏ ngắn 39.000 đỏ ngắn nè. Chị lấy đỏ ngắn chốt đỏ ngắn thì em mấy chị. Đỏ ngắn 39k. Rồi phá đồ bộ lụa ha. Đồ bộ lụa biết bao nhiêu bộ lụa mà vẫn hốt không. Lấy đẹp bộ lụa nhiều lắm luôn. Rồi kem ngắn thì 55kg lại mấy chị. Em chốt mấy chị 39.000 sinh thái nha. Ai lấy kem ngắn chốt kem ngắn giùm em nè. Kem ngắn mấy chị 39k kem ngắn. Rồi áo Thái phông rộng thì mấy chị 45.000. Cảm ơn em mẹ tím rộng 65kg đổi về nè. Tím rộng mấy chị. Ai lấy tím rộng chốt tím rộng giùm em nè. 65kg đổi về. Tím rộng em chốt mấy chị 45.000. Ai lấy tím rộng chốt tím rộng 45k. Rồi này tím rút mấy chị 39.000 tím rút giùm em. Ok Nhi Nguyễn là tím rộng 45.000. Rồi tím rút mấy chị, ai lấy tím rút chốt tím rút giùm em là phơm ngắn ngắn nha. Rồi em chốt mấy chị cái này với giá 39.000. Chị lấy tím rút chốt em mẹ tím rút mấy chị. Tím rút 39k chị lấy gì chốt. Rồi màu xanh rút này mấy chị. Xanh rút 39.000. Rồi lấy xanh rút chốt xanh rút giùm em nha. Rồi xanh rút 39k, rồi lấy xanh rút chốt lên em mẹ xanh rút nè. Rồi xanh rút 39.000.
áo vàng có mũi nè, cái này chị nào có con gái nè, tuổi nhỏ nhỏ là mua cho con gái bận với thương lắm nha. Rồi 55kg rưỡi giờ nè, comment giùm em mẻ vàng mũ. Vàng mũ em xem mấy chị 39.000 luôn, ai lấy vàng mũ chú, vàng mũ giùm em nè. Rồi vàng mũ 39.000. Rồi áo thái màu kem nè, phơm nhỏ mấy chị nha. Vàng mũ cho Như Nguyễn nè. Phơm nhỏ này em chốt mấy chị giá 39.000 luôn. Comment giùm em kem nhỏ này 55kg lại mấy chị. Kem nhỏ 55kg lại chốt 39.000. Ai lấy kem nhỏ chốt lên em mẻ kem nhỏ mấy chị. Ừ. Kem nhỏ 39.000. Vàng mũ em còn cái nha mấy chị nha, em còn cái vàng mũ nè. Này phơm laptop mấy chị nha. Đấy, comment giùm em mẹ đỏ ngắn. Đỏ ngắn là phơm laptop nha. Ai lấy đỏ ngắn chốt đỏ ngắn giùm em nè. Còn cái vàng mũ cho Trâm Trần nè. Kem nhỏ cho chị Thái nè. Kem nhỏ là 40 đến 55kg nha chị Thái nha. Kẹt gì là kẹt nữa. Chưa ra được. Em qua dùng dòng cũng chưa đủ đơn. Bè nó hơi lượng đủ đơn. Này đủ đơn bóc. Ủa cha kẹt gì vậy ta. Kiếm được. Rồi áo đỏ ngắn em còn 2 cái nha chị lấy gì chốt. Ai lấy đỏ ngắn chốt đỏ ngắn nha 39.000. Ủa đúng rồi mà sao kỳ vậy ta. Mấy bình dòng không im được. Không im được, mấy bình dòng thế nào. Tắt cửa đồng lại thôi, tắt khóc. Tắt cái không tắt đó. Mở lên lại thôi. Nè im biết lại nó không ra. Theo tên hả kìa thầu giờ nó kẹt nó ra quá trời luôn trăm phen không. Đó, chị lỗi rồi. Rồi mấy chị, cái này em còn mấy cái màu đỏ bé mấy chị 29.000 luôn. Đấy, chốt mấy chị 29.000. Chị nào có đơn mới chốt cho mấy chị nha, 55kg lại. Áo này chắc vô zip bé mấy chị 29.000, còn bên em mẹ đỏ 29. Đỏ 29 mấy chị. Cái này chị nào có đơn mới chốt nha. Rồi đỏ 29.000, ai lấy đỏ 29 chốt đỏ 29 thì em. Đỏ 29k, ai lấy đỏ 29 chốt đỏ 29 giùm em mấy chị. Đỏ 29.000. Ai lấy thì chốt lên em mẹ đỏ 29.000. Rồi 35.000 này Thiên Thái với chị 65kg đổi về, còn bên em mẹ kem 35. Ai lấy kem 35 chốt kem 35 giùm em này Thiên Thái nè. Rồi kem 35.000. Chị lấy kem 35 chốt lên em mẹ kem 35 mấy chị. Nói nó kẹt giờ đâu, nó ra mấy thôi. Đâu có in đâu mà không ra. Rồi kem 35 mới rồi. Lâu không thấy báo like gì hết. Vậy do em like bên cái fanpage này á, nên cho bên đó chắc chưa nhận thông báo không. Chị nào mà mờ bữa giờ chưa xem ấy, kem 35 cho chị Tiên Đặng nè. Áo 29 chị nào có đơn thì chốt cho chị VV nha. Mẹ nó không có lót. Không bằng dòng á. Không có in được. Thì nó kẹt đó, một lát nó chạy ra cái đống. Nó kẹt rồi. Chị nào mà buổi giờ chưa theo dõi trang này nhấn nhẹ vào màn hình. Bên góc trái hiện lên cái trang là Bích Hạnh quần áo giá rẻ. Mấy chị nhấn vào theo dõi, nhấn vào cái dấu chuông bên cạnh. Để khi em like mấy chị sẽ nhận được thông báo. Rồi bây giờ nó đang đứng hình.
Rồi đầm này còn cái kia mới chị 39 ngàn luôn nè. 39 ngàn mới chị. Em giống với chị 39 ngàn đầm này cho mới chị 46-47 chứ lại men vừa. Cảm ơn em mẹ đầm vàng 39 ngàn. Cái này mình nghĩ ra cơm của cô Trần Thị Sâm đưa lại đây. Giờ thì còn xài lâm nữa. Hả, con nó quay miếng à. Rồi chị lấy cơm lên giùm em mẹ đầm 39 ngàn với chị đầm vàng. Rồi áo đưa thì em chốt với chị 39 ngàn luôn còn cái này. Ai lấy cơm đi màu xanh bơ. Xanh bơ mấy giờ, ai lấy xanh bơ chốt xanh bơ giùm em nè. Đầm B9 cho chị Hạnh, Nguyễn Hạnh nè. Quay bao nhiêu phút rồi đây được biết. Rồi comment giùm em áo xanh bơ. Rồi ai lấy comment lên giùm em màu xanh bơ bé với chị 39 nè, xanh bơ. Ai lấy xanh bơ chứ, xanh bơ B9 kè mấy chị. Giống xanh em có màu bò nè. Giống xanh em có màu bò nè mấy chị. Áo đồ này rất là xinh luôn. Ai lấy màu bò chút màu bò giùm em. Quần em không em hết rồi. Hiện tại bây giờ em còn một cái size rất là bự. Size 60-65kg. Chị nhiêu ký. Em còn hai cái 60-65kg. À, 65-70kg. Rồi cảm ơn em màu bò B9 là lấy bò chút bò giùm em nè. Bò B9. Rồi cái này cảm ơn em mẻ hồng mới chị. Mẻ hồng B9 giùm em nè. Ai lấy hồng chú em mẻ hồng 39 ngàn mẻ hồng. Mẹ Thu Vi Nguyễn hồi bữa có nhận hàng kịp đi hội nghị không? Hả bè Thu Vi Nguyễn. À bầu có cái này size to nè. Rồi cái này size cho người 65-70kg. Trời rộng á. Bầu trên mặt được. Ok. Rồi 69 ngàn size to mới chị nha. 65-70kg. Cảm ơn em mẻ đen sọc. Đen sọc mới chị. Em còn hai cái khác chữ. Hai cái hai sọc khác nhau. Rồi lấy đen sọc chốt đen sọc em mấy chị 69 ngàn này U10 hàng nha mấy chị nha. Nha U10 hàng giùm em nè. Rồi em chốt mấy chị nha 69 ngàn. 69k. Em còn hai cái. Hai cái hai sọc khác nhau 65-70kg với chị men vừa này phôn to giùm em. Lấy thì chốt lên thì em mẻ đi sọc. Ờ quần đó là quần dài nè. Quần dài nha. Rồi lấy thì chốt lên em mẻ đi sọc mới chị. Em mới chị giấy 69 ngàn. Rồi mới chị áo này 50kg rồi về nha. Đen sọc cho chị Bùi Hiếu này, size đó 65-70kg, em kêu mấy chị 69 nè. Em còn 3 cái khác chữ. Còn ai lấy cái này comment giùm em áo đá 50. Ai lấy áo đá chút áo đá 50 ngàn. 50kg rưỡi về áo đá 50 ngàn mấy chị. Ai lấy áo đá chút em mẹ áo đá nè. Áo đá 50. Cái này chị nè mặc size S thì chốt, chị nào nhỏ con thì chốt ha. Tầm 37 cho đến 40kg. Em mấy chị quần này 29 ngàn quần ố. Chị nào có con nhỏ nhỏ thì chốt 37 đến 40kg nha mấy chị nha. Em chốt mấy chị 29 ngàn quần ố. Ai lấy quần ố chốt quần ố thì em nè. 37 đến 40kg phơm nhỏ nhỏ thì chốt nha. Ok Nhi Nguyễn nè. Rồi quá trời, cái áo Thái này hở lưng nè, em chốt chị 29 ngàn. Comment em mẹ trắng. Thái là phơm rộng nè. Hở lưng nha. Phơm Thái mới chị chốt em mẹ trắng mém chị 29 ngàn. Nè quá giọng hiếm nữa. Ai lấy mẹ trắng chốt mẹ trắng 29 ngàn mẹ trắng. Không ghê.
Dạ rồi em mặc không có size 70kg chị ơi. Rồi em mặc không có size 70kg. Rồi em mặc không có size 70kg nha. Rồi em mặc size 60kg đổi về. Đâu ôi đi kiệt luôn. Rồi đầm này mấy chị 39.000. Chị nào 40-45-46kg thì chốt. Còn bên em mẹ đỏ đô 40-45-46kg thì chốt. Chốt em mẹ đỏ đô với chị. Chốt mấy chị 39.000. Rồi đỏ đô dùm em mấy chị thấy đỏ đô. Chốt đỏ đô nè. Đỏ đô 39.000 dùm em. Rồi áo ba lỗ này mấy chị 35.000. Ba áo 100. Ba lỗ với chị 35.000. Ba áo 100.000 dùm em. 55 chứa lại men vùa nha. Rồi 55 chứa lại men vùa. Ai lấy comment dùm em mẹ ba lỗ mấy chị. Ba lỗ dùm em nè. Còn cái áo kiếm vừa lỗ không? Lỗ à bố quay bà chị cũng thấy đi gì đó. Nha, đồ bộ 85.000 nha chị ơi, đồ bộ 85.000. Nãy giờ coi không được hả? Mạng coi không được hay là do chị coi không được? Cái này size nhỏ nó có cái nơ nè mấy chị. Cái này cho chị nào 40-45kg nè. Em chốt với chị 29.000 luôn. Rồi có dây cột nơ nha, còn mua nhà em mẻ đen 40-45kg mẻ đen em chốt với chị với giá là 29.000. Lấy đen chốt đen rồi em. Này 40 cho đến 58kg đổ lại. Chị nào cao biết 66kg nha mấy chị nha. Bộ này hàng gắm, hàng Quỳnh Anh đó mấy chị, hàng gắm đẹp á. Em bán mấy chị 85.000. Em có màu vàng này, màu đỏ nè, màu vàng, màu đỏ, màu hồng. Ai lấy chốt em mẹ gắm kìm màu 85.000 bộ. Rồi gắm kìm màu mấy chị 85.000 bộ màu hồng. Bộ này mấy chị mặc bao suốt. Và màu xanh nè. Rồi lấy màu xanh chốt màu xanh dùm em. Không có đồ đùi ba lỗ nha chị ơi. Linh đùi em chỉ còn mấy cái thôi. Linh đùi em còn mấy cái thôi. Xe nhỏ không à. Dù em còn mấy cái size nhỏ không à. Không có đồ đùa ba lỗ. Em còn mấy bộ sách cánh. Nhưng mà size 40-45kg. Cái bộ sách lấp. Nói này size 28 mấy chị. Đùi xám 28 thì mấy chị 49.000. Hai lấy đùi xám chốt đùi xám à. Đùi xám size 28 em chốt mấy chị 49.000. Đùi xám thì em mấy chị. Ai lấy đùi xém chú em mẹ đùi xém nha. Rồi cái này còn bên em đùi xanh. Em có size 26, 27, 28 thì mấy chị 49.000 luôn đùi xanh nè. 26, 27, 28, 49 ke. Ai lấy đùi xanh chú đùi xanh nè. 26, 27, 28, 49.000 mấy chị. Lấy đùi xanh chú đùi xanh dùm em nè. Rồi 26, 27, 28, 49.000. Đùi em còn mấy cái thì thôi hết rồi. Rồi quần ấm suông này mấy chị với giá là 49.000 luôn mấy chị. Rồi suông gấp size L cho mấy chị 52-53kg đổi về 49.000 suông gấp nha mấy chị. Hàng rin không giãn nha. Rin này không giãn thì em lấy suông gấp chốt suông gấp mấy chị. Rin không giãn ra lấy suông gấp chốt em mẹ suông gấp mấy chị. Suông gấp em giống chị 49.000. Đây là suông size M này. Hai lấy suông M chốt suông M. Suông M này cho mấy chị
47kg đổ về. 46-47kg đổ về. Ai lấy xung mờ chút, xung mờ 49 nha. Xung mờ thì em lấy chạy 49 nha. Mẹ con không được hả? Nãy giờ con không được hả? Ghe vô biết là chị Hồng Dâm. Con không được hay sao ghe vô biết vậy? Coi không được hả? Rồi này size S mấy chị, cái này cho chị nghèo à. 38-40-42kg ha. Rồi cái này size S, em dài phong baggy mấy chị à, 49 nha. Con được hay sao re vô biết gì mấy bè. Hồi nãy Thùy Nguyễn có chốt in chốt cho đúng không? Thùy Nguyễn giờ ra lấy một cái riêng già xa 28 cái này xa đúng không? Thì nghĩ màu xanh đó, 29 nha.